vô diện thư sinh, hồi ba, bị hãng hại lọt vào tử cảnh. Do thương thế càng lúc càng nghiêm trọng nên mãi đến lúc tận canh ba tiểu mã mới có thể lê lết tấm thân tàn đến được nơi cần đến. Đó là một cốc núi thâm u, bên ngoài đầy dãy những tảng cây che phủ, cộng với trùng trùng lớp lớp những thảm cỏ dại mọc hoang cao ngang đầu người và hầu như không hề có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy đây là nơi từng có người lai vãng. Cỏ cao, cây dày, xung quanh là những sườn núi trông trinh nhấp nhô, tất cả càng làm cho màn đêm đen thêm dày đặc. Tuy vậy, tiểu mã dù niên kỳ nhỏ nhưng đờm lửa không nhỏ, vẫn một thân một mình tiến sâu vào cốc núi không hề có đường đi lối lại. Đến trước một huyệt khẩu tận trong cùng cốc núi, tiểu mã chưa kịp lên tiếng thì từ sâu bên trong huyệt khẩu đã có một giọng ồm ồm vang ra. Ngươi bị nội thương, là ngươi trái lệnh ta, đã sinh cường dùng công phu ta truyền cùng người động thủ. Trái lệnh ta là chết, thỏa ước này là do ngươi quên nên lúc này vẫn còn dám đem thân đến tự nạp mạng cho ta hành xử. Đó là những lời lẽ buộc tội, ám thị sự đe dọa đến sinh mạng. Tiểu mã không hề tỏ ra lo sợ. Trái lại, vừa thở chút ra một hơi dài mỏi mệt tiểu mã vừa lao thảo hồi bẩm. Lão trượng có am hiểu như thế nào về kim sa hội? Chỉ với một phần ba nội công tâm pháp do lão trượng truyền, liệu có đủ cho tiểu bối cũng với bọn người kim sa hội động thủ chăng? Là tiểu bối bị bọn họ đả thương suýt mất mạng phải gắng gượng lắm mới có thể lê thân về đây. Giọng ồm ồm tỏ ra kinh ngạc, Kim Sa Hội đã đến Trung Nguyên. Nhưng sao chúng lại xuất hiện ở tận Hồng Gia Bảo này? Điều gì đã xảy ra? Ngươi liệu có thể gắng gượng thêm một lúc nữa để kể tường tận cho ta nghe được chăng? Tiểu mã sắp là dần. Tiểu bối đang cần điều trị nội thương. Nghĩa là cần thêm một phần nữa nội công tâm Pháp Lão Trượng đã truyền. Nếu không, tiểu bối e gắng gượng không nổi. Từ trong huyệt khẩu chật có một vật trăng trắng là là bay ra rơi ngay cạnh chân tiểu mã chúng ta đã thỏa thuận cứ mỗi năm hễ đến dịp xuân về là ta truyền cho ngươi một phần ba tâm pháp phải ba ngày nữa mới đến hạn kỳ ta truyền phần thứ hai cho ngươi không thể phá lệ hãy nhận lấy hoàn linh đan bồi nguyên tao vừa ném ra dược lực của linh đan ắt sẽ giúp ngươi tạm khôi phục cho đến khi thuật xong mọi chuyện ngươi ta hồ điều tức chữa trị nội thương tiểu mã kho người định nhặt hoàn linh đan là vật trăng trắng vừa mới rơi cạnh chân thì do quá kiệt lực nên ngã chuối luôn xuống đất từ đó với tư thế nửa nằm nửa ngồi tiểu mã vừa ngấm ngầm vận công giúp dược lực của linh đan mau chóng công hiệu vừa cùng lão nhân kỳ bí trong huyệt khẩu đối thoại tiểu mã than van sớm hơn đôi ba ngày cũng đâu có gì sai biệt lão trượng sao cứ làm khó tiểu bối sau bao việc tiểu bối đã làm thay cho lão trượng gần chọn một năm qua đừng nói nhảm phí phạm thời gian của ta để tiếp nhận nội công tâm pháp thượng thừa của ta một năm qua ngươi nào đã làm được những gì đáng kể bất quá ngươi chỉ đưa đến ta những thông tin vô bổ rốt cuộc vẫn chưa khám phá lai lịch và nhất là xuất thân của mụ bảo chủ phu nhân. Ngươi đừng đòi hỏi quá nhiều, vô công thì bất thụ lộc, ngươi rõ chưa? Tiểu má thở dài. Nhưng lần này thì khác, tiểu bối đã có thể cho lão trượng biết phần nào xuất thân của mụ bảo chủ phu nhân. Nói đi, tiểu mã chép miệng. Lão trượng còn nhớ lần trước lúc tiểu bối đã bẩm báo rằng việc lập ra những nhân vật đầu mụ ở Hồng Gia Bảo đã bắt nguồn từ chủ ý của mụ bảo chủ phu nhân độ 5-6 năm về trước. Nhớ, khi đó ngươi có đoán bảo chủ phu nhân là người có xuất thân từ Đại Mạc, không quan hệ gì đến phía Tây Vực như trước kia ta vẫn ngờ. Sự thật thì thế nào? Tiểu má mỉm cười, hóa ra tiểu bối đã đoán đúng. Vì ngày hôm nay La Tổng Quản và bốn nhân vật đầu mục đã đồng loạt phản lại Hồng Gia Bảo, lập kế sát hại toàn bộ Hồng Gia, kể cả bảo chủ Hồng Gia Bảo. Và trước lúc táng mạng, bảo chủ Hồng Gia Bảo đã nhận ra lai lịch thù nhân, gọi là người kim sa hội. Hừ! Hồng Khắc Ngụy bị phu nhân hạ thủ thật sao? Lẽ nào giữa họ không hề có tình phu thê? Tiểu Mã bĩ môi, đến cốt nhục của mụ là thiếu chủ Hồng Phi Ngục cũng bị chính tay mụ sát hại. Hạng mất nhân tính như mụ làm gì biết quý trọng tình mẫu tử phu thê. Hãy kể lại từ đầu xem nào. Tiểu Mã đành phải thuật lại toàn bộ sự việc để sau đó chợt nghe lão nhân kỳ bí đang ẩn trong huyệt khẩu bật kêu thất thanh, ngươi nghe có lầm không? Mụ có ý ngờ trượng phu của mụ chính là nhân vật đã 30 năm qua làm rung động giang hồ vĩnh hận tam vương vô diện thư sinh. Tiểu mã kinh nghi, thân thủ của vô diện thư sinh là thế nào mà lão trượng bảo đã làm rúng động giang hồ suốt 30 năm dài. Chuyện đó người bất tất phải quan tâm vì không liên quan gì đến câu chuyện chúng ta đang đề cập. Mụ có nêu được chứng cớ gì không, hay chỉ nghi ngờ thế thôi. Tiểu mã thất vọng vì mất cơ hội tìm hiểu thêm về nhân vật vô diện thư sinh. Mụ chỉ đang nghi thế thôi. Vì kỳ thực, cuối cùng bảo chủ hồng gia bảo cũng táng mạng không hề có thân thủ bất phàm như đáng lẽ phải có nếu quả thật bảo chủ đúng là vô diện thư sinh. Nhưng mụ có bảo vì sao mụ nghi ngờ và quyết tâm tìm giết cho được vô diện thư sinh chăng? Tiểu mã lắc đầu. Người của Kim Sa hội đã mập mờ cho hay, đó là vì vô diện thư sinh có mối huyết hải thâm thù với họ. Hừ, ngươi tận mắt nhìn thấy hồng khắc ngụy đã chết. Tiểu mã gật đầu. Kể cả la tổng quản và bốn nhân vật đầu mục cũng chịu chung số phận tiểu bối trước lúc thoát khỏi địa huyệt vẫn còn nhìn thấy thi thể của họ. Hừ, ngươi lại nói nhảm nữa rồi. Vì lúc kể, ta chỉ nghe ngươi bảo rằng ngươi có nhìn thấy những thi thể kia. Đâu có lời nào để cấp chuyện ngươi vẫn nhìn thấy thi thể của họ hồng. Tiểu Mã thoáng chấn động vì sự thật này, nhưng vẫn nói cứng là tiểu bối kể sót đấy thôi. Quả thật vẫn còn có thi thể của hồng bảo chủ ở đó. Giọng ồm ồm chợt tỏ ra hoài nghi. Há lẽ trước kia ta đã ngờ sai mụ bảo chủ phu nhân không phải là người có xuất thân từ Tây Vực. Tiểu mã ngập ngừng. Tuy mụ có cất giữ dị bảo Tây Vực bên người nhưng dựa theo sự biến xảy ra hôm nay e rằng mụ không liên quan gì đến Tây Vực. Người bảo bên người Hồng Phi Ngọc không còn dị bảo thiên tị sách nữa. Tiểu mã minh định, sự thật là vậy. Và ngươi đã thoát khỏi địa huyệt là nhờ công phu hư không bích hồ ta đã chỉ điểm cho ngươi. Tiểu mã tự hào, mọi công phu do lão trượng truyền thụ đều tỏ ra lợi hại. Nếu không phải thế, huyệt đạo bị chế ngự đâu kịp thời giải khai đúng lúc sau đó tiểu bối còn tự thoát khỏi địa huyệt để quay về đây giọng ôm ôm chợt trùng lại có phải ta đã căn dặn ngươi không được tự ý dùng những công phu ta truyền chăng sau lần này ngươi dám trái lệnh tiểu mã ngẩn người đang lúc thập tử nhất sinh không lẽ tiểu bối cũng không được phép dùng để tự cứu mình đáp lại câu hỏi có phần hữu lý của tiểu mã là một thanh âm đanh gọn hiển nhiên là không được và ngay lúc đó từ huyệt khẩu bỗng bắn xạ về phía tiểu mã một luồng kinh lực cực kỳ thâm hậu làm cho không khí xung quanh tiểu mã như cũng bị đặc quánh lại ào tiểu mã kêu thất kinh ối lão trượng quyết lấy mạng tiểu bối thật sao miệng thì kêu nhưng khi thấy luồng kinh lực vẫn cứ ào ào đổ ập đến tiểu mã lập tức phục người nằm sắt xuống mặt đất kịp lúc nhượng cho luồng kinh lao phớt ngay bên trên lưng thoát chết trong gang tấc tuy vậy dẫu thoát chết nhưng vừa nhận thấy ở ngay bên cạnh chợt xuất hiện một ngách đá hẹp ăn sâu xuống tận bên dưới nền đất tiểu mã cũng vội vàng con mình vào đó nhanh không thể tả hành động này của tiểu mã không hề thừa vì ngay khi tiểu mã vừa chui vào ngách đá mất hút ở cạnh đó liền xuất hiện một bóng đen bóng đen này vừa xuất hiện đã buông tiếng cười lạnh tiểu cầu ngươi dù tráng ngụy quỷ kế đến mấy cũng đừng mong toàn mạng dưới trường của ta vĩnh biệt tiểu tử hừ và bóng đen xuất kình tung một trường lực uy mãnh quật vào ngách đá. ầm, không chỉ có ngách đá vỡ tung mà còn nhiều tảng đá trồng chất trên cao cũng vì sự chấn động cùng đổ ảo xuống dưới, phủ lấp hoàn toàn nơi tiểu mã vừa tự ý chui vào. Một lúc sau, chờ cho mọi thanh chấn động đều lắng dịu, bóng đen nọ cùng với giọng ồm ồm cố hữu chật lầm bầm những lời đắc ý, chỉ có người chết mới ngậm miệng vĩnh viễn. Không thể tiết lộ bất kỳ dấu vết nào về ta, tiểu tử ngươi hãy yên tâm nhắm mắt mỗi năm cứ dịp xuân về ta sẽ thắp cho ngươi một nén hương, gọi là cảm kích những gì ngươi đã làm cho ta suốt một năm qua. Hừ, và chỉ vút một tiếng, bóng đen chợt biến mất hoàn toàn, đương nhiên là không để lại bất kỳ dấu vết nào cho thấy đã từng có bóng đen hiện diện. Trong khi đó dưới tầng tầng lớp lớp những tảng đá đẻ chồng lên nhau, tiểu mã dù toàn mạng và đang thu lưu ngồi trong một góc hẹp, nhưng sau bao sự biến vừa xảy ra vẫn không tránh khỏi tâm trạng sợ hãi tột cùng. Tiểu mã bụng bảo dạ, hóa ra lão giết ta không vì ta vi phạm thỏa ước với lão chỉ là lão muốn giữ kín hành tung mà thôi cũng may ta đã kịp đề phòng nhất là với những lần gần đây mỗi khi ta đến tìm lão đều có cảm giác bồn chồn và nơ nớp lo sợ biết thế nào cũng có ngày này nên ta không thể không lưu tâm ghi nhận sự tồn tại của ngách đá nhờ đó bây giờ ta toàn mạng nhưng liệu ta có thể thoát cảnh bị chôn sống như thế này hay không e rằng còn phải trông chờ vào số phận đã dành sẵn cho ta chỉ hy vọng hoàng thiên hữu nhãn đừng quá sớm tuyệt đường mã nguyên vũ này. Hà, nơi tiểu mã đã mạo hiểm quăng mình vào, do chỉ là một ngách đá hẹp nên phần rỗng bên trong chỉ vừa vặn cho người có thân hình nhỏ nhắn như tiểu mã ngồi. Muốn thoát chết, tiểu mã chỉ còn mỗi một cách là cố lay động và đẩy bật thật nhiều tảng đá đã rơi xuống và đang phủ kín lấp bên ngoài. Nhưng khi thử thực hiện điều này, tiểu mã hoàn toàn thất vọng, bởi chàng không thể lay hoặc làm cho nhích động bất kỳ một tảng đá nào mà tay tiểu mã có thể động chạm đến. Thứ nhất. Đấy là do vị thế ngồi của tiểu mã không phù hợp cho việc trụ tấn lấy đạt để đẩy tảng đá. Thứ hai, cho dù đã xoay sở và tìm được vị thế thích hợp để lấy chỗ chịu tấn nhưng với sức lực, có hạn như tiểu mã quả là không thấm gì so với quá nhiều những tảng đá đang đẻ chất chồng bên ngoài. Tuy vậy, đang lúc xoay người trỏi chân chịu tấn, chợt một chân của tiểu mã do tình cờ ấn mạnh vào một chỗ đất mềm nên bị cắm thụt vào. Phát hiện có chỗ đất mềm và chưa biết đó là điểm may hay rủi tiểu mã toan thu chân về để tiện bể xem xét thì bỗng có một lực đạo xuất hiện níu giữ ngay trước chân đó. Theo phản ứng tự nhiên, tiểu mã vội co mạnh chân về thì lực đạo nọ cũng tăng lên vừa níu chặt lấy chân tiểu mã vừa kéo toàn thân tiểu mã về phía đất mềm. Thất kinh về điều này, tiểu mã vội tròi mạnh chân còn lại, đồng thời đưa hai tay lên phía sau đầu, tìm chỗ bấu mạnh vào ngách đá, cố giữ sao cho thân hình đừng bị kéo nữa vào chỗ đất mềm kỳ dị nào. Nhưng họa vô đơn chí, chân thứ hai của tiểu mã tròi đâu không tròi, lại chỏi ngay vào chỗ cạnh chân thứ nhất đang bị một lực đạo kỳ bí lôi kéo và lập tức chân thứ hai cũng chịu chung số phận với chân thứ nhất là lực đạo nọ cùng một lúc níu giữ chặt cả hai chân của tiểu mã bị níu giữ cả hai chân tiểu mã chỉ có thể chi trì tình trạng bị rằng co trong một khoảng thời gian cực ngắn sau đó khi lực bấu giữ ở hai tay lâm cành mỏi giá rời lực níu kéo thì vẫn mạnh như lúc ban đầu toàn thân của tiểu mã vậy là càng lúc càng bị kéo phục vào chỗ đất mềm kỳ lại đến nổi tiểu mã đành buông xuôi mặc cho tình thế đưa đẩy, muốn ra sao thì ra. Chỗ đất mềm như càng lúc càng nháo ra khiến lực đạo nọ càng kéo tiểu mã đi thì càng di chuyển nhanh chóng và dễ dàng hơn, làm tiểu mã có cảm nhận đang bị lôi đi tuần thuột. Đã vậy, đất nháo xung quanh cứ quấn chặt khắp thân người, sọc vào mũi vào tai làm chàng vừa khó chịu vừa ngỡ như sắp chết ngạt đến nơi. Tiểu mã vội bế kín hơi thở, thầm cầu mong hoặc cảnh trạng này mau chóng qua đi hoặc nếu phải chết vì ngạt thì càng chết nhanh càng tốt và điều đó rồi cũng xảy đến với tiểu mã. Do không thể nín nhịn hô hấp được mãi nên khi cần đổi hơi chỉ suýt nữa tiểu mã há hốc mồm để chút ra chọc khí. Nhưng do bản năng cầu sinh kềm hám, tiểu mã chợt hiểu. Nếu mở miệng ra ắt sẽ tạo cơ hội cho bùn đất sục cả và mồm làm bế kín khí quản ắt phải chết. Nên vừa ngậm kín miệng cố chịu đựng vừa giận dữ vùng vẫy vung loạn tứ chi. Vì xung quanh đều là bùn nháo nên lúc vùng vẫy, tiểu mã vô tình quơ loạn hai tay tình cờ chập được một vật vừa to vừa mềm vừa dài thậm thượt nghĩ vật này ắt là vật cứu tinh không cầu mà được tiểu má nắm lấy thật chặt tạo thành chỗ tựa vững chắc để cố thu hai chân về tiểu má chỉ làm bừa như thế nào ngờ lại phát hiện lực níu kéo kỳ bí ở hai chân chợt giảm đi vui mừng vì điều này tiểu má càng vận lực nhiều hơn vừa bấu chặt hai tay vào vật nọ vừa thu rút toàn thân về ngỡ sẽ thoát nào ngờ toàn thân tiểu má lại bị một lực đạo khác vừa cuốn quanh vừa rằng sẽ thân thể bị đau bút, tiểu mã đành há miệng kêu vang. Nhưng vừa há miệng bùn nháo liền sọc vào, khiến tiểu mã tỉnh ngộ, sợ hãi, lại ngậm chặt miệng. Do có diễn biến này xảy ra nên lực bấu giữ của hai tay tiểu mã vào vật to mềm nọ chợt lơi đi. Vậy là thoát một cái vật nọ bỗng rơi tuột khỏi tay tiểu mã. Sợ vật cứu tinh duy nhất mất đi, tiểu mã một lần nữa cuống cuồng quơ loạn hai tay. Và lần này ở cả hai tay tiểu mã đều bất ngờ nắm phải hai vật to mềm như nhau. Không cần biết đó là vật gì xuất phát từ đâu và tại sao có hình thù bên ngoài hầu như giống hệt nhau qua cảm giác vừa có ở cả hai tay. Tiểu mã chỉ cần biết níu giữ thật chặt hai vật nọ, quyết lần này không để chúng tuột thoát đi như lần mới rồi. Chính lúc đó, lực đạo đang cuộn quanh thân tiểu mã chật tăng mạnh, khiến nhục thể lúc bị thít chặt vào làm cho tiểu mã có cảm nhận xương cốt toàn thân sắp đến lúc bị vỡ vụ. Đau bút đến tận tâm can, tiểu mã nổi hung vừa uồn người vừa dùng hai chân đạp bừa. Vừa có chân đạp được một vài lượt, Tiểu Mã chợt có cảm nhận sự co duỗi ở hai chân như đã dễ dàng hơn, dường như vây bọc chung quanh tiểu Mã lúc này không còn là bùn nhão nữa mà là là nước minh mông bao trùm, vừa giá lạnh đến không ngờ. Nghi hoặc khôn xiết, tiểu Mã vội hé mở hai mắt. Vừa hé mắt nhìn, chỉ suýt nữa tiểu Mã kêu hoảng, hóa ra hai vật ta đang nắm giữ ở trong tay chính là hai trong nhiều xúc tu to lớn của một loài thủy quái. Ôi chao, khắp thân ta lại còn bị hai xúc tu khác quấn chặt. Nếu ta không mau tìm cách thoát một là bị xúc tu to lớn kỳ vĩ của thủy quái quấn đến chết hai là thế nào cũng bị chết đắm giữa làn nước mênh mông giá lạnh này ôi nhưng làm thế nào để thoát đây đúng như tiểu mã vừa thầm lo sợ giữa lớp sáng nhờ nhờ của làn nước giá lạnh bao quanh tiểu mã nhìn thấy phần đầu cũng là phần thân to bằng cái đầu của một loài thủy quái kỳ lạ với nhiều xúc tu vừa dài vừa to đang cùng một lúc thực hiện nhiều phần việc khác nhau có hai xúc tu của thủy quái đang bị tiểu mã tình cờ nắm giữ hai xúc tu gần đó thì đang cuộn quanh thân tiểu mã. Năm bảy xúc tu còn lại thì đang ngoe ngoẩy tứ tung dò đường để thủy quái dễ dàng di chuyển. Những cái khác thì lượn qua lượn lại quanh tiểu mã như muốn tìm chỗ để cuộn vào như thoạt đầu đã cuộn được vào hai chân tiểu mã. Kinh hoàng vì không ngờ bản thân lại phải đối đầu với một loài thủy quái chưa từng nghe ai nói đến bao giờ. Nhất là sợ đôi xúc tu nọ cuốn chết. Tiểu mã vội vàng tìm cách đối phó. Cần nhất là không để chết ngạt do đã bế kín hô hấp quá lâu. Do chú ý đã có, Tiểu Mã Lập Tứ vận dụng toàn bộ công phu nội thể, dẫn lưu đến hai lòng bàn tay, thi triển Sở Học và bắt đầu vận xoắn vào đôi xúc tu của thủy quái vẫn đang bị Tiểu Mã nắm giữ. Với công phu Sở Học vừa vận dụng, thoạt tiên Tiểu Mã có ý mừng vì phát hiện ở thủy quái đã bắt đầu có biểu hiện sợ hãi. Đó là những xúc tu còn lại của thủy quái cùng quơ loạn, khiến hai xúc tu đang quấn quanh thân Tiểu Mã cũng nới lỏng ra. Tiểu Mã không bỏ lỡ cơ hội, vội vùng vẫy hai chân uốn vặn thân mình và mau chóng thoát cảnh bị hai xúc tu nọ kềm chế. Nhân đó, tiểu mã tận dụng lực bám giữ từ hai tay vào đôi xúc tu của thủy quái, vừa quấy chân trong làn nước giá lạnh nhờ nhờ, vừa bật ngoi người lên thật nhanh, ào. Nhờ đó chỉ một thoáng sau tiểu mã đã có thể nhô đầu lên khỏi mặt nước và vội vàng thổ chọc khí để hít nhanh vào người như làn thanh khí đang hết sức cần đối với tiểu mã lúc này. Nhưng vừa thổ nạp xong, từ nội thể của tiểu mã xuất hiện một chấn động nhẹ và chấn động này sau đó lan nhanh khắp cơ thể tạo cảm giác kỳ quái là mắt hoa mày choáng và lục phủ ngũ tạng thì nóng bừng lên bần thần khó tả tứ chi cũng vì thế mà bùn rùn khiến hai tay tiểu mã đang nắm giữ đôi xúc tu nọ chợt xuội đi tạo cơ hội cho thủy quái thu hai xúc tu về và thoát vòng kềm tỏa như lúc nãy tiểu mã đã thoát đúng lúc này là nước xung quanh tiểu mã chợt xoáy động mạnh làm cho tiểu mã chưa kịt hiểu điều gì đang xảy ra thì ngay trước mặt cũng nhô cao trên mặt nước Tiểu mã nhìn thấy một vật thật to có hình thù kỳ quái với hai đốm sáng đỏ tợ than hồng cứ nhấp nha nhấp nháy chiếu xạ những tia sáng kỳ quái vào hai mắt tiểu mã. Cũng lúc này toàn thân tiểu mã lại bị một vài lực đạo cùng một lúc ập vào quấn quanh và siết chặt, khiến tiểu mã phải hiểu đấy là bản thân lại bị những xúc tu của thủy quái tấn công. Nhưng không như lần mới rồi, lần này toàn thân tiểu mã vì đang lâm cảnh bùn rùn ngoài ý nghĩ, khiến sức lực chợt tan biến đi nên tiểu mã dù không muốn vẫn chấp nhận để thủy quái dùng xúc tu uy hiếp và vì tiểu mã không có phản ứng gì kháng cự nên thân thể tiểu mã từ từ bị nhấc lên, cao hơn mặt nước những một hai trượng bị treo lơ lửng trên không. Tiểu mã kinh hoàng nhìn xuống và bấy giờ mới hiểu vật thật to với hình thù kỳ quái lúc nãy đã hiện hiện trước mặt tiểu mã chính là phần đầu và cũng là phần thân của thủy quái. Hai xúc tu to dài đang đưa tiểu mã lên cao cũng được xuất phát từ phần thân mang hình thù kỳ quái nọ. Chứng tỏ hai đốm sáng đỏ kia chính là đôi mục quang to đến kinh khiếp của thủy quái. Thủy quái vẫn đang chiếu xạ những tia nhìn khủng khiếp vào tiểu mã, một sinh vật nhỏ nhoi so với tấm thân kỳ vĩ của thủy quái và lập tức nó hung hãn quật mạnh tiểu mã trở lại vào làn nước giá lạnh. Bùng, bị quật mạnh nhưng toàn thân thì vẫn bị thủy quái dùng xúc tu giữ chặt, tiểu mã thừa hiểu vì sao thủy quái lên cơn cuồng nộ. Thân hình tiểu mã lại được nâng lên cao có nghĩa là tiểu mã sắp bị thủy quái quật nữa xuống làn nước. Tiểu mã nhắm mắt thở dài, đã là số chết ta chạy đến đây cũng không thoát chết. À nếu biết trước thế này lúc nãy ta đâu dại dùng công phu hư không bích hồ làm cho thủy quái đau ở hai xúc tu đã bị ta nắm vào có sinh vật nào lúc bị đau lại không tỏ ra cuồng nộ huống hồ thủy quái được cao xanh phú cho một thân hình kỳ vĩ với quá nhiều cánh tay tha hồ vùi dập ta là tác nhân vừa làm cho nó đau hà bùng bùng tiểu má bị quật liên hồi kỳ trận không biết bao nhiêu lượt mà nói và tiểu má tin chắc rằng bản thân thế nào cũng chết mặc dù thế với đà cuồng nộ lúc này của thủy quái thì tiểu mã dù có chết cũng bị thủy quái quật mãi quật mãi quật cho đến lúc tâm trạng cuồng nộ của thủy quái nguôi ngoai thì thôi nhưng lúc nào thì thủy quái mới nguôi ngoai đây dường như đó là ý nghĩ và cũng là nghi vấn cuối cùng của tiểu mã trước khi bị chìm vào vô thức bước vào cõi âm tì. vì toàn thân tiểu mã chỉ sau vài lượt bị quăng vật và vùi dập đã bị nhói bốt tận tâm can khiến thất khiếu đều xuất huyết lai láng nhất là miệng đã và đang thổ ra từng ngụm huyết phun ra có vòi không thể nào kềm chế được lâu thật lâu sau đó khi dần dần quay trở lại tiểu mã mơ hồ nghĩ bản thân đang vật vờ trôi dần vào ngưỡng cửa quỷ môn quan có cả nghĩ này vì tiểu mã mơ hồ phát hiện bản thân đang bồng bềnh trôi và không hiểu sao tiểu mã lại mơ hồ nhận thấy có cả thân hình cao to kỳ vĩ của thủy quái cũng bồng bềnh trôi cạnh tiểu mã chỉ đến khi nhận thức quy hồi hoàn toàn giúp tiểu mã minh bạch bản thân vẫn còn sống không thật sự chết như tiểu mã đã nghĩ thì tiểu mã mới hiểu bản thân trôi bồng bềnh vì đang nằm vắt ngang, nửa trên tấm thân bất động của thủy quái và một nửa thì vật vờ nhúng vào làn nước. Không những thế quấn quanh thân tiểu mã lúc này cũng là đôi xúc tu to dài của thủy quái nhưng lại là những xúc tu mềm hoạt và bất động. Thoạt phát hiện bản thân đang cận kề phần thân to lớn của thủy quái. Tiểu mã chỉ trực kêu hoàng vì khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó lúc chỉ khẽ cựa mình đã thoát khỏi từng vòng quấn hờ của đôi xúc tu nọ, tiểu mã nhẹ thở phào vì hiểu ra thủy quái đã chết. Nhưng tại sao thủy quái lại chết? Nếu bảo là do ta thì hết sức phi lý. Vì ta làm gì có đủ lực để sát hại loài thủy quái to lớn khủng khiếp này. Trừ phi đã có ân nhân xuất hiện, cứu nguy cho ta. Nhưng vị ân nhân ấy đâu? Muốn tìm lời đáp, tiểu mã vội đưa mắt tìm quanh. Nhờ đó toàn bộ cảnh quang xung quanh lần lượt đập vào mục quang tiểu mã. Đầu tiên là cảnh bình lặng của làn nước giá lạnh vẫn đang hiện hiện xung quanh tiểu mã. Và bồng mềnh nổi lên giữa làn nước là phần thân to như chiếc thuyền con của thủy quái, trên chiếc thuyền là tiểu mã. Giữ chiếc thuyền nổi lên trên mặt nước là cả thầy tám xúc tu vươn rộng tứ bề của thủy quái. Còn bao bọc xa xa và xung quanh là nước là những dạng núi um tùm cây cỏ, hoang vắng và âm u, tịnh không có lấy một bóng người. Tiểu mã từ từ trường người lên, nằm hẳn lên trên thân thủy quái. Sau đó ngồi nhồm dậy và cố tình lớn tiếng kêu, tiểu sinh là mã nguyên vũ, đa tạ vì ân công nào đã trượng nghĩa ra tay giúp tiểu sinh thoát chết vì thủy quái nếu không có gì bất tiện xin ân công hiện thân cho tiểu sinh có cơ hội hành lễ bái tả. Thanh âm của tiểu mã tuy không đủ lớn, do khắp thân thể vẫn còn đau âm ỉ, chứng tỏ thương thế chưa có dấu hiệu thuyên giảm phục hồi nhưng vì cảnh vắng lặng xung quanh nên thanh âm đó cũng vang đến tận hang cùng hẻm cụt. Nhưng tất cả chỉ có thế mà thôi, hoàn toàn không có thêm một thanh âm nào khắp vang lên gọi là đáp lại lời tiểu mã. Chật hiểu, tiểu mã lại lên tiếng với thái độ dè dặt và am hiểu có thể ân công không muốn xuất hiện vì lo ngại tiểu sinh sẽ quấy dày chỗ ân công thanh tu. Nếu là vậy tiểu sinh nguyện khắc ghi mái đại ân này của ân công và xin có lời tạ từ ở đây. Bái biệt, do có cử động này nên tiểu mã suýt nữa té nhào xuống nước. Kinh hồn hoàng vía, tiểu mã đành ngồi im và lo ngại nhìn thân hình thủy quái không hiểu sao lại nhấp nhô sao động với những xúc tu như cũng đang uốn éo quấy lượng chung quanh. Thủy quái vẫn còn sống. Hay là do cử động của ta khiến thân hình của thủy quái cũng nhấp nhô sao động? không thể biết đâu là lời giải thích hợp lý, là do thủy quái vẫn sống hay là vì cử động của bản thân mà ra. Tiểu mã đành kính nhi viễn chi, nơm nớp lo sợ, dõi nhìn chừng chừng vào thân hình thủy quái. Một lúc sau thấy vẫn không có thêm diễn biến nào khác lạ, tiểu mã chợt động tâm vội vục cả hai tay vào nước và từ từ khuấy động. Dùng hai tay thay cho đôi mái trèo, tiểu mã làm cho thân hình thủy quái từ từ chuyển dịch tiến chậm đến vùng rừng núi âm u hoang vắng gần nhất. Tiểu mã càng trèo đi càng nhìn thấy những xúc tu như cũng đang uốn éo sinh động hơn, khiến chàng càng hoang mang. Không hiểu đấy là biểu hiện cho thấy thủy quái vẫn còn sống hay kỳ thực chỉ là do làn nước bị khuấy động mà tạo thành cảm giác này. Nỗi sợ hãi cũng theo đó tăng dần lên và bắt buộc tiểu mã trèo mạnh tay hơn. Mong sớm thoát xa thủy quái mau chừng nào tốt chừng ấy. Chỉ cần ta lên đến bờ, giả như thủy quái vẫn sống cũng không còn cơ hội uy hiếp sinh mạng ta. Với chủ ý này, ngay khi phát hiện khoảng cách đến bờ chỉ còn một vài triệu mà thôi tiểu mã đã vội vàng nhoài người xuống nước tiện chân đạp mạnh vào chân thủy quái đầy nó trôi ngược ra xa và cũng nhân cái đạp chân đó tiểu mã chỉ sau vài lượt bươn người đến bờ đã dễ dàng tiến sát nép đá nơi có một vài nhánh cây hoang dại mọc vươn ra đúng lúc này ở mặt nước ngay phía sau lưng tiểu mã chợt vang lên hàng loạt tiếng quẫy đạp bùng bùng Tiểu mã kinh tâm vừa hô tay vơ vội và nắm vào nhánh cây trước mặt vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau. Chao ôi! Hóa ra lúc này chỉ là một giấc ngủ của thủy quái. Bởi ta đạp mạnh vào lại thủy quái tỉnh giấc, bây giờ nó lại cuồng nộ nữa đây. Ta phải chạy thôi. Và tiểu mã níu mạnh nhánh cây, khẩn trương thu người lên cao, kịp thoát khỏi một xúc tu chợt vươn đến bất ngờ định chộp vào tiểu mã trong gang tất. Ào! Đã nhận biết thủy quái có tất cả tám xúc tu và chiều dài của mỗi xúc tu là đến một hai trượng nên khi bật thoát mình lên nhánh cây tiểu mã lập tức cuống cuồng trèo lấy trèo để. Thoăn thoát di chuyển sâu vào bờ. Rào, rào, những nhánh cây ở phía sau vừa bị tiểu mã vượt qua chật chuyển động rào rào, cho tiểu mã biết những nhánh cây đó đã bị hành hạ thay cho tiểu mã khi bị thủy quái dùng xúc tu cuột loạn vào. Thêm một lúc ngắn ngủi nữa, khi tiểu mã tin chắc bản thân đã thoát ra xa tầm phạm vi của thủy quái. Do quá mỏi mệt, tiểu mã vội buông người nằm thở dốc trên nền đá nhám nhúa và lạnh chợt có nhiều tiếng động lạ vang lên cạnh chỗ tiểu mã nằm. Khó có thể nghĩ đó là thủy quái, vì nó dù sao vẫn là sinh linh sống ở dưới nước đâu thể lê thân lên chỗ cạn, nên tiểu mã vẫn vững dạn nằm yên, chờ đến lúc hết mệt hẳn hay. Bỗng, quái, tiểu mã bật kêu vì ở tay tả chật nhói đau lên giống như bị một vật sắc nhọn chọc vào. Kinh nghi, tiểu mã nâng cao tay tả lên nhìn, trao ôi, là loài quỷ quái gì thế này? Tiểu mã vừa kêu vừa vung mạnh tay, hy vọng sẽ làm cho một sinh vật kỳ quặc đang ngoạm một đầu vào tay tiểu mã bị văng ra. Nhưng sinh vật đó vẫn cứ ngoạm chặt, không những thế, thân hình mềm hoạt và nhỏ bé của sinh vật kỳ lạ nọ cứ càng lúc càng phình to khiến tiểu mã thêm thất kinh hồn vía. Tiểu mã ngồi bật dậy, toàn dùng tay hữu chộp vào và bứt sinh vật nó ra khỏi tay tả. Chợt cánh tay hữu của chàng cũng bị nhói đau, không chỉ ở một chỗ mà đến vài ba chỗ là ít đưa mắt nhìn thì tiểu mã phát hiện cũng là những sinh vật kỳ lạ nọ đang đau đẳng bám vào những chỗ gây cho tiểu mã cảm giác đau nhói hồn bất phụ thể không thể hiểu từ đâu xuất hiện những sinh vật kỳ lạ đến thế tiểu mã vùng đứng dậy là kinh tâm khi nhìn thấy xung quanh nơi bản thân vừa nằm nghĩ mệt hiện đang có nhiều thật nhiều những sinh vật tương tự cứ lồn nhổn bỏ đến chân ào tiểu mã hoàng hồn bỏ chạy bất chấp đã có thêm một vài chỗ nhói đau ở dưới chân và ở đâu đó sau lưng đây là nơi có địa hình hoàn toàn xa lạ với tiểu mã vì thế chỉ đến khi chạy đến một chỗ thật thoáng đẳng nơi mà những lùm cây hoang dại chỉ lác đác xuất hiện xa xa ở xung quanh tiểu mã mới dám dừng chân đứng lại thì phịch sinh vật đầu tiên đã ngoạm vào cánh tay tả của tiểu mã chợt bất ngờ rơi xuống ngay trước mặt tiểu mã nhìn vào sinh vật nọ thân hình nó đã no tròn căng lên và trương phình tuyền một màu đỏ tiểu mã vụt hiểu đấy là sinh vật nọ đã hút no máu huyết của chính tiểu mã tiếp sau đó lần lượt những sinh vật tương tự sau khi đã hút thỏa thuê đến căng no những máu huyết của tiểu mã, chúng cũng tự buông mình và rơi xuống. Tiểu mã đếm được tất cả 12 con và thất kinh khi nhìn thấy chúng lần lượt chuyển từ màu đỏ như máu sang sắc màu đen bầm. Tiếp nữa những sinh vật nọ bỗng hoàn thân lan lộn. Đầu tiên là những con đã rơi xuống trước, sau đó mới đến những con còn lại. Chúng hoàn thân như thế được một lúc rồi nằm yên, như những sinh linh sau khi ăn uống no thỏa cần đắm chìm vào giấc ngủ mãn nguyện. Nhưng không phải chúng ngủ Tiểu mã nhận định như thế khi phát hiện rằng chúng nằm yên vì đã chết. Đang sững sờ vì lần đầu nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ. Việc phát hiện tất cả chúng đều bỗng dưng lăn ra chết càng khiến tiểu mã sừng sốt hơn. Tiểu mã đứng đờ người như thế một lúc khá lâu. Sau đó bỗng quay người chạy ngược lại chỗ cũ. Những sinh vật kỳ lạ lúc nãy đã biến mất. Nhưng chỉ cần tiểu mã đứng thêm một lúc nữa thì có lẽ do đánh được hơi người chúng là gì rào bỏ lồn nhồn xuất hiện. Tiểu mã vẫn đứng yên, cố tình để cho một vài sinh vật nọ ngoạm vào chân sau đó chàng quay lui, đi trở lại chỗ thoáng đãng lúc nãy. Một lúc sau, cũng như những con trước đó, những sinh vật đang ngoạm vào chân tiểu mã cũng buông thân rơi xuống. Sau khi đã hút thỏa thuê máu huyết tiểu mã, và cuối cùng chúng cũng chết, toàn thân chuyển từ màu đỏ sang đen bầm. Tiểu mã lặng cả người, chúng hút máu của ta, sau đó đều chết là máu ta có độc ư. Phải rồi, là do hoàn linh đan bồi nguyên gì đó lão nhân kỳ bí trong huyệt khẩu đã bảo ta dùng. Trong linh đan có độc, thảo nào lão yên tâm bỏ đi, không cần biết ta có bị chết vì loạn thạch đè lên hay không. Bởi vì lão ta tin chắc ta phải chết. Dùng loạn thạch phủ kín ta chỉ là lão muốn che giấu hoàn toàn sắc ta mà thôi. Hóa ra bấy lâu nay ta chỉ bị lão lợi dụng. Này do sự lợi dụng chẳng còn, lão phải sát nhân diệt khẩu. Lão đã bảo, chỉ có người chết mới vĩnh viễn ngậm câm miệng. Lão là ai? Sao lại đối xử tàn độc với ta như vậy? Trước là lợi dụng, sau giết đi để bịt đầu mối đang lúc này ở xa xa tiếng thủy quái cuồng nộ đập loạn mặt nước vẫn thỉnh thoảng vang đến tai tiểu mã khiến tiểu mã vụt hiểu lý do nào làm cho thủy quái lúc nãy bỗng rơi vào giấc ngủ chập chờn thay vì cuồng nộ tiếp tục quật tan sắc tiểu mã tiểu mã nhớ lại do bị thủy quái vùi dập nên xuất huyết ở thất khiếu mà máu huyết của tiểu mã lại ngấm độc là chất độc đó đã làm cho thủy quái dù có sức mạnh phi thường vẫn bị bần thần bùn rùn khắp thân tuy không chết nhưng vô tình lại tạo cơ hội cho tiểu mã toàn mạng A ta toàn mạng là nhờ chất độc lão thất phu kỳ bí đã cố tình dùng để giết ta. Không hề có bất kỳ ân công nào xuất hiện tương trợ cả. Là ta nên cảm kích hay oán hận lão đây. Đa tạ Hoàng Thiên đã ban cho mã nguyên vũ này toàn mạng. Phần lão, ta nhất định sẽ dành kinh ngạc cho lão sau này. Ha! Ha! Tiểu mã thầm cười và vội vàng quay trở lại chỗ có nhiều sinh vật kỳ lạ nọ. Chàng cố tình để chúng hút thêm nữa những máu huyết có độc ác sau này sẽ gây họa đến thân mãi đến khi toàn thân chợt là đi vì mất nhiều máu huyết tiểu mã mới thôi không dám để cho những sinh vật này hút thêm nữa cảm giác đói cũng dâng cao khiến tiểu mã tuy chỉ muốn tìm chỗ nghỉ ngơi nhưng đành phải lê thân đi tìm vật thực núi rừng hoang vu ở đây như chưa từng có dấu chân người đặt đến tiểu mã phát hiện một cội cây trĩu quả và quanh gốc là những quả chín rộng đa số thì đã thối giữa còn số ít vẫn còn dùng được dùng quả cây thay cho thức ăn tiểu mã ăn đến no căng mới tìm chỗ đánh một giấc thỏa thích thức dậy tiểu mã lại ăn, sau đó tìm đến chỗ những sinh vật nọ, tiếp tục cho chúng hút máu. Mãi đến ngày thứ ba, lúc phát hiện lũ sinh vật nọ dù hút máu mãi vẫn không có hiện tượng bật lăn ra chết, tiểu mã mới yên tâm vì biết rằng mọi chất độc đã được hút sạch, không còn lo hậu họa về sau nữa. Chỉ khi đó tiểu mã mới dám nghĩ đến chuyện tìm đường thoát hiểm. Nhưng sau gần hai ngày tự đi dò xét khắp nơi, tiểu mã có phần thất vọng khi nhận ra bản thân đã tình cờ lọt vào một tuyệt cốc, không có lối dẫn vào không có nẻo thoát ra tiểu mã thở dài là trời cao muốn thử lòng nhẫn nại của ta đây nhưng không sao ở đây có sẵn nước uống có nhiều loại quả cây tha hồ ăn lo gì không có ngày ta sẽ tìm thấy nẻo thoát cảnh sinh cầm nghĩ như vậy tiểu mã bắt đầu tự lo thu xếp cho bản thân nơi ăn trốn ở cần nhất là chỗ ở không quá xa nguồn nước cũng không quá gần những chỗ có cây cối um tùm phòng ngừa nơi này còn nhiều loại sinh vật lạ có thể bất ngờ xuất hiện gây hại để tìm một chỗ lưu ngụ như đã nghĩ tiểu mã cũng phải mất hai ngày dò xét từng ngóc ngách của dãy núi trùng điệp vây kín tứ bề xung quanh. Và cuối cùng cũng có một thạch động tương đối rộng nhưng lại kín đáo, đủ đáp ứng mọi yêu cầu như đã đề ra. Sau một lúc lâu dọn quanh chỗ nghỉ ngơi, tiểu mã tình cờ phát hiện tại một góc khuất chợt mọc nhô lên một mô đá tròn ủm. Thoạt nghĩ, trong thạch động này nếu để mô đá như thế này nằm mãi đây e trông không được thuận mắt tiểu mã vốn dĩ có tánh tự lập và cầu toàn nên tìm cách để xoay nại hoặc bảy hòn đá đó lăn ra ngoài. Nhưng sau khi xem xét kỹ hòn đá và phát hiện nó như là vật dính liền thành một khối với nền động, tuyệt đối không thể bẩy đi. Tiểu mã thở dài và dùng tay vỗ vỗ vài lượt lên mô đá. Và tiểu mã kinh tâm vì bất chợt nghe những loạt vỗ của mình vào mô đá lại phát ra những thanh âm có tiếng vang, hoàn toàn khác với tiếng động đùng đục nếu dùng tay vỗ vào đá. Đây không phải một mô đá bình thường. Dưới mô đá dường như là một nơi rỗng phải chăng còn một bí động nữa ở phía dưới và mô đá này chỉ là vật che đậy ngụy trang giấu kín lối xuất nhập bí động thêm lo ngại vì nghĩ nơi đây vốn có người từng lưu ngụ và lúc này có lẽ bản thân đã vô tình phát hiện và khuấy động chỗ lưu ngụ vốn dĩ luôn yên tĩnh của nhân vật đó tiểu mã từ từ lùi lại định tâm sẽ tìm nơi khác để dung thân nhường thạch động này cho người đó là nhân vật đã đến đây trước tiểu mã có lẽ từ rất lâu nhưng một chuyển biến kỳ lạ bỗng từ từ xuất hiện lọt vào mắt tiểu mã đó là mô đá nọ từ từ chuyển dịch. Đầu tiên là lắc lư qua lại, làm cho nền động dưới chân tiểu mã cùng lay chuyển lắc lư. Sau đó mô đá từ từ chìm xuống tạo thành một vành đai kẽ hở vốn là chỗ tiếp giáp giữa nền động và mô đá tròn ủng đang động đậy nọ. Và từ vành đai kẽ hở đó chợt phát ra một chuỗi tiếng kêu phì phì thật dài, làm cho tiểu mã càng nghe càng kinh tâm tán đờm. Và thay vì quay người tháo chạy, tiểu mã lại sững sờ kinh ngạc nhìn mô đá nọ càng lúc càng chìm mất đi lưu lại ngay chỗ đó là một miệng huyệt tròn vành vạnh và sâu hun hút. Tâm trạng hiếu kỳ chợt thúc đẩy tiểu mã tiến đến gần miệng huyệt. Và khi nhìn vào đó tiểu mã phải bụt miệng kêu, thiên địa quỷ thần ơi, lại có giống rùa to lớn đến gần này sao? Tiểu mã cứ thất thần nhìn mãi vào phần rỗng ở ngay bên dưới miệng huyệt, kinh tâm nhìn một mai rùa cực to đang nặng nề di chuyển về một phía, để lại phía sau là một địa đạo ngầm chỉ dẫn đến bên dưới nền động là kết thúc mãi đến khi lão đại quy nọ đi khuất tiểu má mới tỉnh ngộ và tìm cách leo xuống miệng huyệt, nơi đang có một địa đạo ngầm có thể đưa chàng đến một chỗ hy vọng sẽ là nẻo thoát sinh. Khoảng cách từ miệng huyệt đến phần đáy của địa đạo là vài ba trượng. Do đó để leo xuống mà không sợ ngã gãy chân, tiểu mã đành dùng đến công phu hư không bích hổ, như độ nào đã nhờ đó mà leo thoát địa huyệt ở Hồng Gia Bào. Lúc đã đứng an toàn ở bên dưới và nhìn lên, tiểu mã càng thêm thất thần vì đoán ra lão đại quy nọ to lớn là ngần nào. Cũng bởi vì quá to lớn nên khi lão đại quy chui vào đây, phần tròm trên của mai rùa mới nhô lên khỏi nền động bên trên, làm cho tiểu mã nhìn thấy phần tròm cứ ngỡ đấy là một mô đá có hình dạng tròn ủm một cách tự nhiên. Và cũng do tiểu mã vô tình vỗ vào lưng, làm lão đại quy có lẽ đang ngủ phải tỉnh giấc. Lão đại quy nặng nề bỏ đi nên tiểu mã mới tình cờ phát hiện địa đạo ngầm này. Nhìn xuôi theo địa đạo có ánh dương quang mờ mờ từ xa dọi chiếu đến, tiểu mã mừng rỡ vừa vội vừa cẩn trọng đi theo dấu vết lão đại quy địa đạo không quá dài chỉ độ đôi ba chục trượng là cùng để khi tiểu mã đi hết chiều dài của địa đạo đành thất vọng nhìn là nước mênh mông trước mặt vẫn là một mặt nước bị cô lập bởi một vành đai rừng núi bao quanh hóa ra lão đại quy cũng như thủy quái nọ đều là những sinh vật dù to lớn khác thường nhưng đã từ lâu vẫn chịu cảnh bị sinh cầm ở đây có khác chăng là thủy quái nọ không thể sống trên cạn Lão Đại Quy đã tự tìm cho mình một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi và đó là nơi ta đã đến vào phá hỏng giấc ngủ của lão. Tiểu mã đang nghĩ như thế thì là nước trước mặt bỗng bị sao động dữ dội, để ngay sau đó tiểu mã thấy từ dưới đáy nước chật vươn lên cao tua tủa những xúc tu. Chúng bắt đầu quật loạn xạ vào một chỗ nào đó giữa mặt nước. Có xúc tu vươn lên là có thủy quái xuất hiện, và thủy quái nếu cuồng nộ thế này ắt là đang có ai đó hoặc sinh vật nào đó gây thành nỗi khó chịu cho thủy quái. A, à, ra là lão Đại Quy lão xâm nhập thủy giới của thủy quái nên thủy quái mới nổi hung đánh đuổi lão đúng như tiểu mã đang thầm đoán từ nơi có những xúc tu của thủy quái quật ầm ầm một chiếc mai rùa vừa to vừa cứng chợt trồi lên sau đó nhô thêm nữa một cái đầu đen mốc với lớp da xù xì bao quanh đó chính là lão đại quy vừa bị tiểu mã khuấy động khiến phải rời chỗ cạn xâm nhập thủy giới có lẽ chỉ dành riêng cho thủy quái lưu ngụ lão đại quy nhờ có chiếc mai cứng nên dù bị thủy quái dùng xúc tu quật ầm ầm cũng vô sự đó là nguyên do khiến lão đại quy thản nhiên nghinh chiến cùng thủy quái diễn khai một trận thủy chiến mà trên đời này có lẽ chỉ có một mình tiểu mã được dịp mục kích và đây có lẽ là một trong nhiều trận thủy chiến đã từng diễn ra giữa hai sinh vật to lớn này bằng chứng là thủy quái nọ sau khi nhận biết kẻ tử đối đầu là lão đại quy những xúc tu của nó thôi không còn quật ầm ầm một cách vô hiệu lên trước mai vững như thành đồng vách sắt của lão đại quy nữa nó thay đổi đấu pháp và bắt đầu dùng một thứ đấu pháp có lẽ đã từng giúp nó thắng lão đại quy những chiếc túc su chợt cử động linh hoạt hơn, vây quanh chiếc mai của lão đại quy và tìm cách quấn vào tứ chi hoặc ngoáy thẳng vào đầu cổ là những điểm yếu của đối thủ. Tiểu mã ngơ ngẩn nhìn cách biến hóa linh hoạt của những xúc tu. Chúng thoạt cứng thoạt mềm và có những cử động như thủ thức của một đại cao thủ đang dùng võ học cùng địch nhân giao chiến. Thủy quái có đến 8 xúc tu nên cùng một lúc phô diễn đủ 8 thủ thức khác nhau. Có xúc tu vươn dài để sờ soạn, như chiêu thức cầm nã thủ từ võ học của con người có xúc tu cuộn lại và tìm điểm yếu của lão đại quy chộp vào tương tự chiêu thức trả công mà tiểu mã từng mục kích ở ba nhân vật kim sa hội cứ như thế tiểu mã càng nhìn càng say mê và hết nhìn vào chiêu thức của chiếc xúc tu này lại nhìn đến xúc tu khác để quan sát chiêu thức được một lúc khi phát hiện lão đại quy đại bại và cố dấu hiệu như sắp sửa bỏ chạy lên bờ tiểu mã lo ngại sợ đại quy chút nỗi hận lên mình nếu cứ đứng ớn ra đấy cho lão đại quy phát hiện nên đành quay người bỏ đi trước với ý nghĩ có tránh voi cũng chẳng hồ mặt nào tiểu mã không dám quay lại chỗ thạch động đã được đại quy chọn và chiếm ngủ trước tiểu mã lại đi về phía cội cây nơi có sẵn nhiều trái cây chín đỏ đang chờ tiểu mã tìm đến ăn thay cho vật thực đêm đó nằm thao thức dưới cội cây tiểu mã vừa ngấm ngầm đề phòng sợ có nhiều sinh vật lạ xuất hiện tấn công vừa ngẫm nghĩ về trận thủy chiến đã mục kích giữa thủy quái và lão đại quy mãi nghĩ tiểu mã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay chỉ đến khi sáng bạch mới giật mình tỉnh giấc phát hiện bản thân vẫn bình yên vô sự tiểu mã thầm tự trách sao ta lại mất cảnh giác dám mạo hiểm với sinh mạng tự ý ngủ quên ở một nơi hớ hình đầy rẫy những nguy hiểm như thế này may mà ta vẫn vô sự bằng không bụng làm dạ chịu chẳng thể than trách ai hừ và tiểu mã ngồi bật dậy nhìn quanh tình cờ phát hiện ngay cạnh thân có nhiều sinh vật đỏ thầm đang nhun nhúc bò và bâu kín vào những quả cây chín đỏ hoàn toàn tiệp màu với chúng Tiểu mã thất kinh hồn vía vội đứng bật dậy và lùi ra thật xa. Khi đó từ trên những cành cây uẩn chĩu những quả chín đỏ liền xuất hiện những con vật tương tự loại hầu vượn. Chúng cũng có sắc lông đỏ thắm và đang hăm hở từ trên cây buông mình rơi xuống, tranh nhau nhặt lấy những quả cây đã bị lũ côn trùng màu đỏ bâu đầy. Lũ xích hầu dường như rất thích trí khi vừa nhặt vừa tọng vào mồm những quả cây có lũ côn trùng bám vào, khiến tiểu mã càng nhìn càng hiểu đó chính là thức ăn khoái khẩu của lũ xích hầu lũ xích hầu đúng ra chỉ hay ăn quả cây vậy tại sao ở đây chúng lại thích ăn quả cây bị lũ côn trùng kỳ lạ nọ bám vào và không hề ngó ngàng gì đến những quả cây chưa bị lũ côn trùng sâu xé phải chăng những quả cây này tuy cùng một cội cây sản sinh ra nhưng lại có đến hai loại khác nhau và trong đó có một loại được lũ côn trùng bám vào sau nữa là đến lượt lũ xích hầu thích ăn quả cây nọ nhưng vì khó có thể phân biệt xích hầu đành chọn quả có côn trùng bám vào hay chủ ý của chúng là dùng côn trùng thay cho thức ăn nhờ nhìn thấy cảnh trạng kỳ lạ này nên tiểu mã vụt hiểu đó là những ngày vừa qua do tiểu mã chỉ đến đây nhặt quả cây để ăn khi cảm thấy đói và chưa hề tìm đến đây vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế này nên khi tìm đến thì những quả cây có lũ côn trùng bám vào đã sớm bị lũ xích hầu thu dọn sạch chỉ mãi đến hôm nay tiểu mã mới biết thêm sự tồn tại của hai loài sinh linh kỳ lạ khác và cả hai đều chọn một loại quả cây để ăn không phải loại đã được tiểu mã nhặt ăn chắc là thế do hoang mang không hiểu mùi vị của loại quả cây nọ ra sao, tiểu mã bạo gan, cũng nhào đến và tranh nhặt một quả với một trong những con xích hầu. Bị tiểu mã tranh giành, con xích hầu nọ giận dữ, trực xông vào tiểu mã. Nhưng có lẽ vì kịp thấy vóc hình của tiểu mã cao to hơn nó bội phần, con xích hầu miễn cưỡng lùi lại, sau đó chu miệng bật ra tiếng rít dài. Nghe tiếng rít, những con xích hầu đều ngưng ngay việc nhặt quả cây để cùng nhau nhìn lom lom vào tiểu mã chợt hiểu đó là tiếng rít cầu viện và vì sợ lũ xích hầu cùng nhau ủa vào tấn công nên tiểu mã vội vàng bỏ chạy không quên cầm theo quả cây đã tranh được với con xích hầu nọ chạy được một quãng tiểu mã dừng lại quay đầu nhìn về phía sau may thật lũ xích hầu vì ăn chưa no nên thay vì đuổi theo ta đã quay trở lại với việc nhặt nhạnh những quả cây chúng ưa thích nhờ đó tiểu mã có cơ hội nhìn lại thứ quả cây đang cầm trên tay đó là thứ quả cây mà về hình dáng màu sắc đều không khác gì so với những quả cây tiểu mã đã ăn có khác chăng thì đây là thứ quả cây bị lũ côn trùng có sắc màu đỏ kỳ dị bám vào. Để nếm thử mùi vị của loại quả này, đầu tiên tiểu má cẩn trọng dùng tay gạt lũ côn trùng xuống. Đến khi quả cây nọ chỉ còn lại thứ quả thùng lỗ chỗ vì bị lũ côn trùng nhấm giang rời trước, mới dám dè dặt đưa lên miệng cắn. Miếng này tiếp đến miếng kia và mùi vị ngọt ngào đặc dị của loại quả này làm tiểu má càng ăn càng thích thú, chỉ muốn ăn nữa thảo nào lũ sức hầu cũng ưa thích và mỗi sáng đều tranh nhau xuất hiện để nhặt loại quả này ngon ngọt vô chừng, không nhạt nhẽo như những thứ quả mấy ngày nay ta đã ăn. Nhưng khi tiểu mã định quay lại cội cây để nhặt thêm những quả ngon ngọt này thì tình cờ chàng phát hiện có một đốm đỏ chật xuất hiện ở mu bàn tay bên tả. Ta. Ngỡ đó là máu nước đỏ của quả cây vừa bị dây vào, tiểu mã vội lấy tay này chùi tay kia. Nhưng lạ thay, tiểu mã dù cố lau chùi đến mấy thì đốm đỏ nọ vẫn không mất đi. Trái lại chàng còn thấy có một vài đốm đỏ khác xuất hiện hoàng kinh và tiểu mã hiểu vì sao lũ côn trùng và nhất là lũ xích hầu có sắc lông đỏ kỳ dị đấy là do chúng ăn phải loại quả cây ngon ngọt này tiểu mã đành quay người chạy thật nhanh về phía hồ nước đến mép nước không kịp cởi bỏ y phục tiểu mã lao ào xuống và kỳ cỏ thật kỹ những chỗ có đốm đỏ xuất hiện những đốm đỏ được một lúc thì ầm sau lưng một tiếng khiến tiểu mã thất kinh quay đầu nhìn những xúc tu lại xuất hiện và đang nhanh chóng vươn dài về phía tiểu mã chợt hiểu đấy là do bản thân lúc lao xuống nước đã đánh động thủy quái. Tiểu mã vội phóng người lên bờ. Nhưng, soạt, đã có một xúc tu kịp chạm vào tiểu mã và đang chuẩn bị cuộn quanh thân để lôi tiểu mã đi. Thất kinh, tiểu mã vội chầm người qua một bên. Đồng thời vung loạn tứ chi để mong mau chóng gỡ thân mình ra khỏi xúc tu nọ. Chính vì lẽ đó tiểu mã tuy thoát nạn nhưng đành thất vọng nhìn y phục vô tình bị xúc tu nọ cuốn phăng đi. Không chút ngần ngại, cũng là không dám ngần ngại vì tấm thân trần trụi tiểu mã chỉ biết sông bừa lên bờ và chạy tránh xa phạm vi có thể bị thủy quái vươn xúc tu đến chạy đến chỗ an toàn tiểu mã nhìn lại mình thì kinh thay khắp thân tiểu mã hầu như chỗ nào cũng lốm đốm đỏ a à, may là ta chỉ mới ăn thử có một quả nếu ăn nhiều hơn không khéo ta sẽ hóa thành xích nhân với toàn thân đỏ hừng hực không biết chừng còn mọc thêm lớp lông mau đỏ trở nên đồng loại với lũ xích hầu chao ôi từ nay ta xin chừa không dám hồ đồ như thế nữa từ đấy tiểu má đành cam chịu và cảm thấy khốn khổ mỗi khi bị những đốm đỏ nọ đập vào mắt để khỏi nhìn nhất là y phục không còn tiểu má buộc phải tìm những đoạn dây rừng phủ đầy lá để quấn khắp người che kín lấp những đốm đỏ mà mỗi lần nhìn là mỗi lần tự giận thân thời gian trôi qua tiểu má càng thêm hối hận vì những đốm đỏ nọ không chịu phai lạt theo thời gian mặc dù thứ quả cây ngon ngọt nọ tiểu má tuyệt đối không dám dùng đến nhưng bù lại về vấn đề thoát cảnh sinh cầm mãi rồi tiểu mã cũng có cái nhìn khái quát về địa hình trốn này một nơi không hiểu sao đã trở nên hoàn toàn biệt lập với bên ngoài đó là sau thời gian dài quan sát và dò xét chủ ý là nghiền ngẫm mọi cử động linh hoạt của thủy quái qua tám xúc tu được vận dụng như những cánh tay người có lần tiểu mã phát hiện nguyên nhân thật khiến thủy quái hầu như mỗi ngày đều ít nhất một lần lâm vào trạng thái cuồng nộ đấy là thủy quái ngày nào cũng đói những sinh vật hiếm hoi vẫn còn sống dưới nước kỳ thực không hề đủ để đáp ứng bản tánh phàm ăn của thủy quái vốn có vóc dáng to lớn ngoài sức tưởng tượng hay nói đúng hơn vì đây là địa phương hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài nên mặt nước ở đây nếu độ nào vẫn còn nhiều loài thủy ngư cùng nhau sinh sống thì càng về sau càng cạn kiệt đi do bị thủy quái tấn công và ăn thịt để thỏa mãn tính phàm ăn và cũng vì thức ăn không còn mà thủy quái lúc nào cũng đói nên bất kỳ sinh vật nào vô tình xuất hiện động chạm vào nước gây kinh động và đánh thức tính phàm ăn của nó nó lập tức phát hiện và lao đến tấn công trước kia lúc tiểu mã bị lão nhân bí ẩn trong huyệt khẩu tìm cách sát hại lão đã phá hủy ngách đá làm cho loạn thạch đè lên chôn sống tiểu mã thì do tiểu mã lo tìm nẻo thoát thân vô tình thọc mạnh chân vào vùng đất mềm nhất định đó là chỗ tiếp giáp với khu vực biệt lập này và rất gần với một nơi nào đó ngay bên dưới hồ nước có thủy quái chiếm ngụ do cử chỉ đó của tiểu mã nên tiếng động gây ra đã bị thủy quái háu đói phát hiện và thủy quái vì nhờ có những xúc tu dài và linh hoạt đã vươn xúc tu xuyên qua lớp bùn tóm bắt tiểu mã sau đó lôi kéo và vô tình đặt để tiểu mã dù toàn mạng nhưng lại bị sinh cầm ở đây cũng vì tánh háu đói và phàm ăn nên có lẽ từ rất lâu giữa thủy quái và lão đại quy đã xảy ra nhiều thật nhiều những trận thủy chiến mà nếu thủy quái thắng có lẽ nào đại quy sẽ biến thành thức ăn cho thủy quái nhưng vì song phương lâu nay vẫn bất phân thắng bại nên vô hình chung đã hóa thành hai kẻ thù bất cộng đái thiên khiến lão đại quy không mấy khi dám bén mảng đến phạm vi thủy giới của thủy quái. Và ngược lại thủy quái cũng không thể lên cạn để tiếp tục cùng lão đại quy diễn khai trận tử chiến. Cảnh sống này càng lúc càng làm tiểu mã có cảm giác tù túng, chỉ muốn sớm có ngày thoát khỏi cảnh sinh cầm. Và như tiểu mã nhận định, nếu muốn thoát hiểm e chỉ có mỗi một nẻo đảo sinh duy nhất, đó là chàng lọt vào đây theo phương cách nào thì cũng phải theo phương cách đó thoát đi. Muốn vậy tiểu mã phải mạo hiểm lặn xuống đáy hồ, tìm lại khu vực bùn lầy trước kia đã bị thủy quái phát hiện và lôi kéo đến tận bên trong. Nhưng hồ nước lại là thủy giới riêng biệt của thủy quái. Chỉ cần tiểu mã mon men đến gần và lỡ tay gây kinh động là thủy quái xông đến tấn công ngay. Cách duy nhất để ta thoát hiểm là phải vượt qua thủy quái, hoặc đánh lừa nó hoặc cùng nó khai chiến và diệt trừ nó. Và cũng vì có ý định này nên từ lâu tiểu mã đã chú tâm quan sát, vừa là học hỏi vừa là nghiền ngẫm hầu phát hiện mọi yếu điểm và cũng là sơ hở của thủy quái cũng để quan sát kỹ hơn, tiểu mã đã không ít lần khuấy phá giấc ngũ dài của lão đại quy, làm cho lão đại quy phải quay lại hồ nước và cùng thủy quái gây thành nhiều trận thủy chiến kinh thiên động địa. Nhờ đó, tiểu mã nếu đã học được những chiêu công lợi hại của thủy quái thì qua lão đại quy lại học được tánh nhẫn nại để lừa dịp phản công, tương tự cũng phát hiện được những nhược điểm của cả hai. Như lần này chẳng hạn, do bị tiểu mã phá khuấy bằng cách vỗ vào lưng lão đại quy như độ nào, là nước ở trước mặt tiểu mã đang sao động dữ dội càng làm cho trận thủy chiến giữa hai sinh vật to lớn thêm hung hãn tạo cơ hội cuối cùng cho tiểu mã thẩm định lại những nhược điểm đã phát hiện ở hai sinh vật này khi cảm thấy đã đến lúc tiểu mã cố gạt bỏ mọi sợ hãi bằng cách ngoài người phóng thật nhanh vào làn nước không phải tiểu mã đến để giúp sinh vật này hoặc sinh vật kia đối phó với địch mà tiểu mã chỉ nhân cơ hội cả hai đang mãi mê giao chiến để lo tìm nẻo đảo sinh cho riêng mình tiểu mã cố lánh xa nơi cả hai đang giao chiến lặng lẽ bơi vòng qua bên kia hồ Đến một nơi mà phần gần bờ chỉ gồm toàn là bùn sinh với đủ loại lá cây ẩm mục phủ trồng chất bên trên. Mùi tanh hôi của lớp bùn bị khuấy động không hề làm tiểu mã chùn bước. Trái lại, mùi khó chịu này càng thúc bách tiểu mã hành động nhanh hơn, khẩn trương hơn. Tiểu mã chui sâu vào lớp bùn, bế kín hô hấp và bươn bà tiến vào độ vài ba trượng. Ở đấy, đúng như tiểu mã đoán, hai tay đang đưa thẳng về phía trước cuối cùng cũng chạm vào bờ đá có một nơi nào đó dọc theo bờ đá này ắt chính là chỗ chỉ bị ngăn cách bởi một lớp đất mềm, là nơi tiểu mã đã bị thủy quái phát hiện trước kia. Tiểu mã vội lui ra, ngoi đầu lên đổi hơi và lại dẫn vào để dò tìm. Độ mươi mười lăm lần như thế, đúng vào lúc tiểu mã định chui vào lần tiếp theo những loạt thanh âm ầm cuối cùng cũng vang lên ngay phía sau tiểu mã. Không ngờ vẫn bị thủy quái phát hiện, tiểu mã vì sợ không đủ lực nghênh chiến nên cố đứng yên hy vọng khi mọi tiếng động không còn ắt thủy quái sẽ hết đường nhìn thấy hoặc dò tìm ra phương vị tiểu mã. Tuy chỉ làm bừa như thế nhưng may mắn thay tiểu mã lại làm cho thủy quái bị mất phương hướng thật. Thủy quái đã thôi cuồng nổ, thay vào đó là dùng những xúc tu ngoe ngoài và sở tìm tứ tung. Thậm chí có lúc một trong những xúc tu nọ đã hô sượt ngay bên cạnh tiểu mã. Thầm mừng về điều này, tiểu mã đắc ý chờ đợi. Rồi thế nào cũng có lúc thủy quái vì không phát hiện được gì ắt tự rút đi. Nhưng họa vô đơn chí, Thủy quái không phát hiện được gì thì đúng là có, chỉ rủi cho Tiểu Mã là Thủy quái thay vì lui đi thì lại bình thản vương rộng bát chi. thành thơi và thanh nhàn nằm nghỉ ngay trên bãi bùn sinh nhơ bẩn. Thủy quái nằm như thế khá lâu, đủ cho Tiểu Mã thức ngộ một điều rằng bãi lầy này chính là nơi nghỉ ngơi tâm đắc nhất của Thủy quái, vì cứ nhìn vào đôi mắt lờ đờ, chập chờn ngủ của loài Thủy quái là rõ. Chỉ vì đây là nơi nghỉ ngơi quen thuộc nên ở Thủy quái mới có trạng thức bình tĩnh và an nhàn là thế. nguy tài không lẽ ta cứ mãi chịu trận ở đây? Tùy nhẫn nại ta có thừa nhưng liệu đến lúc đói bụng hoặc khát nước, ta có thể chịu đựng mãi được không? Lão đại quy ôi lão đại quy, sao lão không xuất hiện cho ta nhờ? Chỉ khi lão xuất hiện và lại cùng thủy quái giao chiến ta mới có hy vọng sớm thoát cảnh chịu đựng này. Nhưng lão đại quy vì chẳng còn bị ai khuấy phá. Một khi kẻ khuấy phá duy nhất là tiểu mã lại đang bị giam chân ở đây, nên tiểu mã càng trở càng mất dần hy vọng. Đã vậy, khắp người tiểu mã không hiểu sao lại ngứa cả lên. Ngứa ngáy đến độ tiểu mã có lẽ phải phát khóc vì không dám đưa tay gãi. Nếu ta có từng cử chỉ chậm chậm và thật nhẹ, có thể thủy quái khó lòng phát hiện. Đúng lúc quá ngứa ngáy buộc lòng tiểu mã phải nghĩ liều và hành động liều như thế. Nhưng thật nghiệt ngã, tiểu mã càng gãi thì cảm giác bị ngứa ngáy lại không hề vơi đi. Nó chỉ tăng thêm lên khiến tiểu mã càng gãi càng mạnh tay. Và mạnh tay là gây tiếng động. Vẻ lờ đờ và chập trần ngủ của thủy quái liền biến mất. Thủy quái dương to đôi mục quang đỏ lừ và bắt đầu cho những xúc tu hoạt động. Thủy quái có những cử chỉ thật chuẩn xác và trong chớp mắt đã có một xúc tu vươn dài, hướng ngay vào chỗ tiểu mã đang vùi mình dưới bùn. Xoạt, bị xúc tu chạm vào thân. Tiểu mã dù giật thoát mình vì sợ nhưng lại có phần cảm kích do cú chạm làm cho tiểu mã đạt được cảm giác đã ngứa. Tiếp đó khi bị xúc tu từ từ quấn quanh mình, chính động thái siết chặt của xúc tu làm cho tiểu mã sướng rơn người hơn rất nhiều lần so với việc tự dùng tay gãi thủy quái theo thói quen cứ bắt được mồi là nâng cao lên nó dùng xúc tu đưa tiểu mã lên cao khỏi mặt bùn bùn bết quanh người tiểu mã cũng vì thế mà lệt bệt rơi xuống để lộ trên da thịt tiểu mã từng vệt đỏ hòn như những lớp da non vừa bị độ nhám nhúa của xúc tu lột bóc đi phát hiện điều này tiểu mã kinh hoàng và ngỡ rồi sẽ đến lượt từng mảnh thịt trên thân cũng bị thủy quái dùng xúc tu bóc ra cho tận đến lúc tiểu mã chết mới thôi nỗi kinh hoàng làm tiểu mã phải có những phản ứng kháng lại tiểu mã dùng hai tay vừa chộp vừa bấu thật mạnh vào xúc tu của thủy quái đang quấn quanh thân tiểu mã có lẽ thủy quái bị nhói đau nên xúc tu nọ chật lơi ra như muốn thu về tiểu mã thấy vậy cũng định nhân cơ hội này thoát khỏi vòng kềm tỏa của xúc tu nọ nhưng tiểu mã vừa nới lòng tay phải làm như thế mới để toàn thân ra khỏi vòng xiết của xúc tu này thì thủy quái lại vươn một xúc tu khác đến do có cảm nhận sẽ mất mạng nếu để thân thể bị hai xúc tu cùng lúc tấn công tiểu mã động nộ gầm vang nghiệt xúc to gan vì thấy ngươi có ý đình thủ nên ta mới nới lòng tay buông tha ngươi. Nào ngờ đó chỉ là ngụy kế, để ngươi có dịp tấn công ta tiếp. Ta đành phải cho ngươi nếm mùi lợi hại thôi. Xem đây. Và tiểu mã dùng cả hai tay chọc nhanh vào hai xúc tu nó siết mạnh. Nhưng sức lực của tiểu mã đâu thể so bì với loài thủy quái có vóc hình cực to. Xúc tu thứ hai dù bị tiểu mã chộp giữ ở phần giữa vẫn thản nhiên dùng phần đầu để từ từ cuộn quanh thân tiểu mã. Nó lại siết chặt, khiến những mảng da đỏ hòn khi nãy của tiểu mã giờ thì bị bật máu. Cảm giác ngứa ngáy đã không còn. Giờ chỉ là những cảm giác đau rát do da thịt non đỏ bị cọ sát mạnh vào bề mặt nhám nhúa của xúc tu. Tiểu mã càng đau càng rắt thì càng thêm động nộ. Tiểu mã vùng vẫy và tìm cách vươn người về phía có phần thân cũng là phần đầu của thủy quái. Nhược điểm của thủy quái chính là đôi mắt. Muốn thoát nạn hoặc muốn đả bại thủy quái ta cần phải tìm cách chọc mù hai mắt của nó. Với ý nghĩ này, tiểu mã chợt vùng thoát khỏi vòng kềm tỏa của hai xúc tu ngay khi phát hiện xúc tu thứ hai của thủy quái đột nhiên buông lòng như tình trạng đã xảy ra với xúc tu thứ nhất vừa vùng thoát tiểu mã vội phi thân ào nhanh đến phần đầu của thủy quái phát hiện có địch nhân xông đến thủy quái vợ nhắm hai mắt lại đồng thời dùng sáu xúc tu còn lại vươn lên để ngăn cản và đối phó với địch nhân vừa thấy thủy quái nhắm mắt tiểu mã đắc ý cười vàng, phản ứng của ngươi quả không ngoài dự đoán của ta ngươi nhắm mắt là lọt vào kế của ta rồi. Ha, ha, và tiểu mã đột ngột chầm người xuống. Sau đó tiếp tục phi thân lao xuyên qua những khoảng trống do sáu xúc tu nọ vì vươn cả lên nên tình cờ để lộ. Đó là những gì tiểu mã đã nghiền ngẫm và phát hiện sau nhiều lần mục kích cảnh thủy chiến giữa thủy quái và lão đại quy. Do vậy, tiểu mã lần đầu tiên có cơ hội tiến đến gần phần đầu của thủy quái. Nếu không kể đến lần tiểu mã đã nằm ngay bên trên thân thủy quái trước kia và đã ngỡ khi đó thủy quái đã chết lao đến nơi, tiểu mã vừa đặt chân lên đầu thủy quái liền nắm tay thành quyền, đấm liên tu bất tận vào mô thịt nhám nhúa chính là hai hốc mắt đã nhắm chặt của thủy quái. Tiểu mã vừa đấm vừa gầm gừ, ngươi đã sợ ta chưa, còn dám hung hăng nữa thôi. Hừ, dù biết khó thể giết được ngươi nhưng ta tin chắc nếu đánh mãi thế này, ắt ngươi sẽ bị tổn thương, có khi cũng bị mù luôn hai mắt. Chỉ khi nào ngươi mù ngươi mới hết hung hăng, phải không? Thì cho ngươi mù này, đánh này, đánh nữa này tiểu mã đánh mãi và dần dần thức ngộ hoặc gọi đúng hơn là phát hiện ra một điều kỳ lạ đó là thủy quái để kháng cự tuy có dùng sáu xúc tu còn lại lần lượt cuộn vào người tiểu mã nhưng lạ thay hết xúc tu này đến xúc tu khác hễ cuộn vào tiểu mã là ngay sau đó bất ngờ buông ra cứ tiếp tục như thế cho đến lúc thủy quái chẳng còn dám dùng bất kỳ xúc tu nào để chạm vào tiểu mã nữa phát hiện điều này tiểu mã vừa tiếp tục nện vào hai mắt thủy quái vừa ngấm ngầm suy nghĩ sau cùng tiểu mã nhận ra đấy là do thủy quái sợ không dám chạm vào những phần da thịt đỏ hòn bị bật máu của tiểu mã nữa là máu huyết ta vẫn còn độc nếu vậy thì vô lý vì nếu là độc sao bản thân ta vẫn sống đến ngày nay mà cũng lạ dường như những chỗ thịt da đỏ hòn chính là những vị trí trước đây bị mang những đốm đỏ do ta lỡ ăn phải quả cây lạ không lẽ tự thân những đốm đỏ đó có độc hoặc không là độc thì cũng là thứ gì đó vô tình biến thành khắc tinh của thủy quái mãi ngẫm nghĩ nên tiểu mã không nhận ra thủy quái vì bị nện đau lại không có cách gì đối phó lại tiểu mã, nên đang cuống cuồng bỏ chạy, mang theo cả tiểu mã trên lưng. Đến lúc phát hiện ra sự thể này, thì tiểu mã đã cùng thủy quái lao vun vút ra giữa hồ. Tiểu mã cả sợ, càng nện mạnh hơn vào đầu thủy quái, ngươi định đối phó ta bằng cách muốn dìm ta chết ở giữa hồ nước mênh mông này ư. Mau đưa ta quay vào bờ nào, quay lại nào. Nhưng thủy quái càng đau thì càng lao đi cuống cuồng hơn. Để sau cùng, có lẽ là theo thói quen, thủy quái bỗng hùng hục lao trở lại khu vực bùn lầy, là nơi cư ngụ quen thuộc của nó. Đang mừng rỡ vì cuối cùng cũng được quay trở lại nơi đang cần thám thính hầu tìm lối thoát. Tiểu mã chợt thất kinh khi phát hiện thủy quái theo đà lao nhanh bồng giúp người thật sâu vào giữa lớp bùn lầy. Với diễn biến đó, tiểu mã chỉ kịp hấp vội vào người một hơi thanh khí thật đầy là đã bị thủy quái đưa tuốt vào giữa lòng đất bùn mềm nhão, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Quá kinh tâm, tiểu mã thay vì tiếp tục nện, vội hô tay chộp vào hai mô thịt cho là hai hốc mắt của thủy quái và tìm cách trụ vững thân hình ngay trên lưng thủy quái thủy quái vẫn tiếp tục lao đi và soạt một tiếng tiểu mã nghe rất rõ tiếng động này đồng thời thất kinh vì có cảm nhận đã bị thủy quái bỏ rơi với hai tay tiểu mã lúc này chỉ còn nắm giữ hai mô thịt tròn ủm và mềm mại hoàn toàn riêng lẻ mà thôi tiểu mã thử hô tay thì càng nhận ra sự thật đó hai nắm thịt mềm mại nọ cũng tự do di chuyển theo hai tay tiểu mã nghĩa là chúng đã bị bứt rời ra khỏi phần đầu của thủy quái. Thủy quái đã trốn chạy theo đường nào chỉ có thủy quái là biết. Riêng tiểu mã lúc này thì lại một mình lạc lõng giữa lớp bùn dày đặc. Sợ cảnh chết ngạt thế nào cũng xảy đến. Tiểu mã cuống cuồng bươn người đi loạn giữa lớp bùn, dùng hai tay sờ soạn tứ tung, mong tìm thấy bờ đá hoặc nếu may hơn là quay ngay trở lại mặt hồ là nơi duy nhất bấy lâu nay đã hóa thành chỗ cho tiểu mã dung thân. Nhưng không thấy bờ đá đâu cả. Lối quay trở lại mặt hồ cũng không có tiểu mã càng thêm cuống cuồng vì thấy mãi vẫn cứ loay hoay giữa lớp bùn minh mông tiểu mã bị ngạt dần những bước đi cuống cuồng chỉ còn là những cử động theo bản năng sau cùng tiểu mã ngất lịm hết hồi ba hồi bốn ngẫu nhiên quy hồi hồng ra bảo kim xuân tỷ hãy mau bẩm báo đến tiểu thư y tỉnh lại rồi tiếng kêu mừng rỡ hàm ý bẩm báo này làm tiểu mã bừng tỉnh thoát nhanh tâm trạng mơ hồ đã ngự trị tâm trí tiểu mã một lúc lâu vì không ngờ bản thân vẫn sống có thanh âm thanh thoát và dịu nhẹ nhưng không vì thế mà kém phần uy nghi liền vang lên từ nơi nào đó không xa lắm. Lọt vào tai tiểu mã, không cần đâu, vì ta đã đoán biết thế nào y cũng tỉnh lại ngày hôm nay. Hãy chỉnh trang phục cho y. Khi nào xong, tự ta sẽ vào gặp y. Tiểu mã nghe nói đến y phục, vội mở mắt và tức thì nhìn thấy đôi mắt lướng láu của một nữ lang xinh đẹp không thể ngờ cũng đang nhìn vào mắt tiểu mã. Nữ lang còn thẻ lưỡi thật dài, nhí nhảnh chiêu đùa tiểu mã, khiếp hôm tình cờ bắt gặp và cứu mạng ngươi khắp thân ngươi toàn là bùn bẩn hôi thối không thể tả ngươi còn đỏ mặt nhìn ta ư lẽ đương nhiên chính ta chứ không phải kim xuân tỷ và càng không thể là tiểu thư tự tay tắm rửa khoác y phục cho ngươi chuyện nhìn thấy thân hình trần trùng trục của ngươi là điều không tránh khỏi và lý ra ngươi phải phát ngượng chính là hoàng hạ này nhưng ta không ngượng thì thôi việc gì ngươi cứ đỏ mặt lên như thế thôi nào tiểu thư ắt có chuyện đang cần cùng ngươi thương lượng Ngươi không thể cứ y phục này, đã mặc từ ngày hôm qua mà diện kiến tiểu thư. Hãy mau mau thay y phục khác. Nhanh lên, kèo tiểu thư chờ lâu át hoàng hạ ta lại bị tiểu thư của phạt. Ngươi tự mặc được không? Tiểu mã ngượng đến chín cả người, đành ngồi bật dậy, nhưng ngay sau đó lại thở dài chán nản. Tiểu nhân, tiểu nhân, hoàng hạ phụng phịu trách tiểu mã. Đã không đủ lực thì cứ bảo, đâu phải ta chưa từng giúp ngươi mỗi ngày thay một bộ y phục. Đã năm lần như vậy rồi còn gì? nếu vì ngươi gắng sức khiến bệnh trạng của ngươi chậm khôi phục, chắc chắn kẻ sắp bị tiểu thư của phạt là ta. Ngươi làm như thế là cố ý hại ta đấy có biết không? Tiểu mã đành lý nhí tạ lỗi, tiểu nhân nào muốn chết? Đâu có ngờ thể lực của tiểu nhân lại mất hết như bây giờ. Phiền hoàng hạ tiểu thư thế này, tiểu nhân thật ấy náy khôn xiết. Mong tiểu thư xá tội cho. Đang giúp tiểu mã thay y phục, hoàng hạ hành động thật tự nhiên. Đúng là nàng đã năm lần giúp tiểu mã thay y phục. Nàng bỗng phi cười, ngươi định đùa với ta sao vậy? Ta như thế này mà đáng gọi là tiểu thư sao? Hay là ngươi mãi cho đến bây giờ vẫn chưa biết thế nào là một vị tiểu thư kim chi ngọc điệp? Nên thấy ta thế này liền lầm tưởng là tiểu thư. Hãy nghe cho rõ đây, hoàng hạ ta chỉ là hạng nô tỳ thôi. Trừ phi ta đầu thai kiếp khác mới mong thay đổi thân phận nô tỳ đã lỡ mang kiếp này. Chợt có tiếng nữ nhân khác, ra giận hơn, vừa vang lên vừa tiến đến gần. Hoàng hạ muội nếu muốn thoát phận nô tỳ thì đâu cần chờ đến kiếp sau muội chỉ cần thuận ý tiểu thư, nhận lời làm nương tử của vị thiếu gia văn võ song toàn nọ thì lo gì không ngày một ngày hai được người người gọi một tiếng là thiếu phu nhân, hai tiếng là thiếu hội chủ. Tiểu mã đưa mắt nhìn qua vai hoàng hạ, thấy có đến hai nữ nhân cùng một lúc xuất hiện, một người cao niên hơn, độ 2728 và chính là người vừa phát thoại nửa đùa nửa thật với hoàng hạ. Nữ nhân thứ hai thì trẻ hơn nhưng uy nghi và trầm lặng hơn. Chính vì uy nghi trầm lặng nên vừa nhìn thấy ánh mắt phần nào mang ý dò hỏi của nữ nhân trẻ tuổi vừa bước vào, Hoàng hạ lập tức cúi đầu hành lễ. Hoàng hạ xin tham kiến tiểu thư. Phận sự của Hoàng hạ đã xong. Nếu tiểu thư không còn gì sai bảo, Hoàng hạ xin lui bước. Vị tiểu thư cũng trầm lặng gật đầu. Và để giải thích rõ ý nghĩa của động thái gật đầu đó, nữ nhân cao nhân lên tiếng bảo Hoàng hạ trước khi lui, phiền muội mang luôn y phục bẩn ra ngoài, kẻo lại trướng mắt tiểu thư. Hoàng hạ tuân lệnh và nhẹ nhàng lui chân, mang theo cả y phục bẩn của tiểu mã vừa thay ra, cho dù chỉ dùng có một ngày và nhất là dùng trong trạng thái nằm yên, chưa hề bị dây bẩn dù chỉ là một vết nhỏ. Vị tiểu thư kim chi ngọc điệp này quá kỳ tính, nếu không muốn bảo là đồng đảnh cầu kỳ, làm tiểu mã lên tiếng không chút thiện cảm, nghe bảo tiểu thư đang cần cùng tiểu nhân thương lượng. Là việc gì? Xin tiểu thư chỉ dạy, nếu là điều phù hợp, tiểu nhân sẽ nhanh chóng có đáp ứng quyết không để tiểu thư chờ đợi và lưu lại lâu ở một nơi bất tiện thế này. Nữ nhân cao niên lập tức trừng mắt nhìn tiểu mã, ngươi không được vô lễ, nhất là đối với người vì tử tâm đã ra lệnh cho bọn ta cứu ngươi. Nếu vẫn còn tái diễn thái độ này, vị tiểu thư nhẹ nhàng xua tay ngắt lời nữ nhân nọ. Kim Xuân tỉ chớ vội trách người, vì vị tất y đã hay biết chuyện y được cứu nguy như thế nào, huống hồ chuyện bảo toàn sinh mạng y còn khó khăn hơn thập bội. Phát hiện tiểu mã nghe xong thoạt có vẻ mặt ngỡ ngàng, vị tiểu thư lạnh lùng bảo ta nói như thế không phải để các hạ cảm kích trái lại chỉ mong sao các hạ chịu thật tâm cùng ta thương lượng là chuyện chỉ có lợi và không gây thiệt hại gì cho các hạ hữu ân tất báo tiểu mã nghĩ thế nên giọng nói đỡ gay gắt hơn là chuyện gì xin tiểu thư cứ nói đừng ngại nàng ta hất hàm ngấm ngầm ra lệnh cho kim xuân kim xuân chợt xòe tay cho tiểu mã nhìn thấy hai vật tròn màu trắng đục và độ to của cả hai chỉ vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay tương đối thon nhỏ của Kim Xuân. Hai vật này, lúc cứu ngươi đã nằm sẵn trong lòng hai bàn tay của ngươi. Ý tiểu thư ta muốn cho ngươi biết. Nếu tiểu thư có tính thích chiếm đoạt của người ắt chỉ cần bỏ mặc ngươi và chờ ngươi chết hẳn là hai vật này đã dễ dàng đổi chủ. Nghe đến đây, tiểu mã má mấp máy môi toan hỏi. Nhưng một là kịp nghĩ lại, hai là Kim Xuân vẫn cứ nói không ngừng, nên tiểu mã đành ngậm miệng lại nuốt nhanh vào những lời toa nói và lặng lặng nghe Kim Xuân đang thao thao bất tuyệt. Vì không muốn mang tiếng chiếm đoạt của người nên tiểu thư ta có ý như thế này. Là mạng ngươi được tiểu thư ta ra tay giải cứu. Vậy thì để báo đáp át ngươi ưng thuận nhượng lại một trong hai vật này cho tiểu thư. Còn vật thứ hai, hừ, vì thể trạng ngươi không thể ngày một ngày hai khôi phục. Thế cho nên, vị tiểu thư chợt hắng giọng Việc nào ra việc đấy, sao Kim Xuân Tỷ không chờ xem liệu y có ưng thuận chuyện thương lượng thứ nhất không? Tiểu mã thở ra nhẹ nhẹ, sinh mạng này giờ đã rõ là do tiểu thư gia ân cứu lại. Đừng nói là chỉ đánh đổi một vật, dù phải đánh đổi cả hai, tiểu nhân cũng không có gì phản bác. Kim Xuân lập tức nắm tay lại, thu kín cả hai vật nọ vào lòng bàn tay. Ngươi quả là người thông tình đạt lý, vậy thì chuyện thương lượng kế tiếp bất tất phải đề cập đến. Nhưng vị tiểu thư nọ đã cao mặt, tỏ ý không hài lòng, đưa Phật thì đưa đến tận Tây Thiên, đã cứu người là phải cứu cho chót huống hồ chi lời của ta là một lời nặng tựa Thái Sơn. Nếu Kim Xuân tỷ chưa gì đã nhanh nhầu như thế thì có khác gì đã vô tình xem ta là kẻ chỉ vì lợi nên nuốt lời. Kim Xuân tái mặt, vội xòe trở lại bàn tay đang cầm hai vật nọ vào phấp phòng nói với Tiểu Mã, ý như muốn phân minh. Tiểu thư ta là nhân vật luôn có lòng từ tâm, chuyện vừa rồi chỉ là ta muốn thử lòng ngươi thôi. Kỳ thực, tiểu thư ta đã có sẵn chủ ý là nếu ngươi thật tâm nhượng luôn vật thứ hai cho tiểu thư ta thì đổi lại, tiểu thư ta sẽ hạ cố truyền cho ngươi một tâm pháp võ học để ngươi nếu chịu khó luận ắt chỉ sau thời gian ngắn là khôi phục ít nhất nửa phần thể trạng của ngươi trước kia thế nào tiểu mã mỉm cười hóa ra cả tam vị đều là người thuộc giới võ lâm kim xuân kinh ngạc ngươi cũng là nhân vật giới giang hồ tiểu mã thu nụ cười về và thở dài tiểu nhân chỉ am hiểu võ vẽ vài ba chiêu đề hộ thân nào dám nhận là nhân vật giang hồ kim xuân cười lạt lời của ngươi thật khó tin nếu không muốn nói là ngươi đang cố tình che giấu lai lịch và nhất là xuất xứ võ học nói mau ngươi thuộc bang môn phái nào sư phụ là ai kim xuân trở mặt quá nhanh khiến tiểu mã lo ngại không dám nói ra sự thật y đành bị chuyện tiểu nhân chưa từng có sư phụ nói đúng hơn thì vài ba chiêu võ vẽ của tiểu nhân là do gia phụ chỉ điểm vì toàn gia tiểu nhân suốt mấy đời đều theo nghiệp ngư phủ do tổ truyền để có thể đương đầu với sóng to gió cả nhất là khi bất ngờ bị thủy quái tấn công lẽ đương nhiên từng người của tệ gia đều phải am hiểu một đôi chiêu hai ba thức hầu tự vệ kim xuân định hỏi nữa thì thời may vị tiểu thư nọ chật lên tiếng hãy trở lại tránh đề đi kim xuân kim xuân miễn cưỡng tuân lệnh như ta vừa đề cập chuyện thương lượng thứ hai chủ ý của ngươi là thế nào nếu quý tiểu thư đã quyết định thu giữ lại vật nọ ắt phải am hiểu tường tận xuất xứ của chúng kim xuân bĩu môi cao ngạo tiểu thư ta vẫn thông kim bác cổ lẽ nào không nhìn ra lai lịch của hai vật này đó có phải là vị tiểu thư lại ngắt lời kim xuân một lần nữa và lần này đã hỏi ngay tiểu mã các hạ hỏi như thế là có ý gì để dò xét sự thông hiểu của ta hay sự thật các hạ chỉ tình cờ có được hai vật này và không hề biết chúng từ đâu mà có tiểu mã thở dài đó là vật tiểu nhân tự tay chiếm được dĩ nhiên xuất xứ của chúng tiểu nhân phải biết còn ý tiểu nhân khi hỏi tiểu thư là mong muốn được tiểu thư chỉ giáo tận tình và nếu được thì xin cho biết cách gọi cũng như nơi thường cư ngụ của loài thủy quái đó tiểu nhân muốn tự tay giết thủy quái để báo thù vị tiểu thư gật gù nếu ta hiểu không sai thì loài thủy quái đã lưu lại hai vật này ngoài việc làm cho các hạ suýt mất mạng còn gây ra thảm trạng cho toàn gia các hạ tiểu mã chưa kịp hồi đáp kim xuân chật phá lên cười ngươi thật sự muốn tìm lại quái vật khổng ngư thủy bát túc có từ thời tiền sử này ư và ngươi muốn tự tay tiêu diệt quái vật to lớn đó để báo thù cho toàn gia ngươi thật sao ngươi có biết đấy là ngươi đang mơ mộng viễn vông và tự nuôi ảo tưởng không? Ha ha! Tiểu má kinh tâm, thật không ngờ Kim Xuân lại là một nội gia cao thủ với tiếng cười phát ra trung khí thâm hậu. Lo sợ cho sinh mạng bản thân, tiểu má đành vờ ngơ ngác, thế nào là mơ mộng viễn vông? Và tại sao lại bảo tiểu nhân đang nuôi ảo tưởng? Vị tiểu thư chép miệng giải thích, mơ mộng viễn vông vì đồ đôi ba ngàn năm trở lại đây, ngoài các hạ vịt tất còn thêm ai khác được cơ hội mục kích sự tồn tại của loài thủy quái có tên gọi thật sự là khổng ngư thủy bát túc còn nuôi ảo tưởng là các hạ phải có thật nhiều phúc phận nên mới toàn mạng khi bị thủy quái to lớn này tấn công các hạ muốn báo thù thì mặc nhiên đã vấp phải hai vấn đề nan giải thứ nhất không một ai am hiểu nơi trốn loài thủy quái này thường lưu ngụ thứ hai không riêng gì các hạ mà bất kỳ cao nhân nào khác nếu tự ý đi tìm thủy quái là tự dẫn thân vào chỗ chết các hạ rõ rồi chứ tiểu mã gật đầu đa tạ tiểu thư điểm hóa. Và vì tiểu nhân không còn cơ hội báo thù, việc khôi phục thể trạng đã trở thành thứ yếu nên tiểu nhân mạo muội xin được nêu chú ý này. Kim Xuân cao mày, ngươi không thuận tình giao luôn vật thứ hai cho tiểu thư. Vị tiểu thư mỉm cười, trách Kim Xuân, các hạ đây vừa nói là có chú ý khác, ắt có yêu sách khác thay cho tâm pháp võ học ta định dùng để trao đổi. Chuyện dễ thế này lẽ nào Kim Xuân tỉ nghe nhưng không thể đoán ra. Tiểu mã ứng tiếng, tiểu thư quả thông tuệ khác thường, nhưng bảo là yêu sách thì e tiểu nhân không dám, chỉ mong tiểu thư cho biết đã nhìn thấy tiểu nhân ở đâu và tiểu nhân phải làm như thế nào để có thể tự mình đi lại. Chỉ là những mong muốn bình thường, hy vọng được tiểu thư đáp ứng. Vị tiểu thư ngưng cười, vì cùng là người luyện võ, ta không ngại cho các hạ biết sự thật. Chỗ ta bắt gặp các hạ là một nơi không rõ địa danh nhưng rất gần Hồng Gia Bảo. Nhưng các hạ không ngạc nhiên khi nghe ta nói điều này. Tiểu Mã nhẹn cười, đây là lần đầu tiên tiểu nhân nghe nói đến danh xương Hồng Gia Bảo. Có muốn ngạc nhiên cũng không biết bản thân nên ngạc nhiên về điều gì. Và lại, tiểu nhân hãy còn nhớ, dường như bản thân tiểu nhân vì vô tình rơi vào đầu thủy quái nên bị thủy quái lôi đi một quãng xa đến một chỗ chỉ có toàn là bùn sình thì bị thủy quái nổi hung làm cho bất tỉnh nhân sự. Vị tiểu thư gật đầu, thì ở đó chính là một bãi lầy khiến một thường nhân khó thể vượt qua. Ta cũng nghĩ chỉ khi các hạ bị thủy quái lôi đi mới đột ngột xuất hiện ở chỗ nguy hiểm đó đoạn nàng thở ra và đề cập đến nghi vấn thứ hai đã được tiểu mã nêu riêng việc muốn đi lại bình thường của các hạ ta e không phải dễ vì thú thật nếu dựa vào cổ thư ta đã đọc thì loại thủy quái này khắp thân hầu như không có độc mà kỳ thực điều xảy đến cho các hạ lại giống y như đã bị độc chất gây ra ta phỏng đoán phải chăng các hạ đã bị chúng độc trước sau mới bị thủy quái tấn công và vô tình tạo cơ hội cho độc chất ngấm sâu hơn vào lục phủ ngũ tạng của các hạ tiểu mã thất kinh tiểu nhân đã bị trúng độc ư vậy thì còn gì sinh mạng tiểu nhân nàng cười hóa ra đến các hạ cũng không hay biết bản thân bị ngộ độc nhưng yên tâm đi độc chất này không gây chết người bất quá chỉ làm các hạ mất khả năng tự chủ một thời gian sau sẽ từ từ khôi phục dĩ nhiên là vẫn cần dùng nội công tâm pháp điều nguyên mỗi ngày đã lở giả vờ tiểu mã đành giả vờ đến cùng dùng nội công tâm pháp để điều nguyên ư là thế nào vị tiểu thư thở dài quay qua nhìn kim xuân đúng như ta đã nghĩ, có lẽ phải phiền đến Kim Xuân Tỷ hoặc Hoàng Hạ muội Vừa tận tâm đưa y quay lại cố ra vừa tận tình chỉ điểm y cách tọa công, chỉ có thế mới giúp y mau khôi phục nguyên trạng. Kim Xuân Tỷ có thể đảm nhận trọng trách này không? Kim Xuân vội đáp, Hoàng Hạ muội vốn đã quen chăm sóc y. Việc này nếu giao phó cho Hoàng Hạ muội át tiểu thư yên tâm hơn. Nàng ta gật đầu và không lời từ biệt đã thản nhiên quay người bỏ đi. Còn lại Kim Xuân, Tiểu Mã cười thầm khi nghe Kim Xuân bảo, Hoàng Hạ tuy mang thân phận thị nữ nhưng dù sao cũng chưa quen hầu hạ nam nhân. Người quả có diễm phúc khi được Hoàng Hạ chăm sóc. Ta mong rằng ngươi đừng vì thế mà sẵn sỡ hoặc có lời nói cử chỉ mạo phạm đến Hoàng Hạ. Vì nếu có gì bất như ý xảy ra, ta e sinh mạng ngươi khó bảo toàn. Vừa lúc đó Hoàng Hạ xuất hiện, khiến Tiểu Mã hiểu đấy là do vị Tiểu Thư đã kịp thời sai phái và căn dặn, bảo Hoàng Hạ đến chăm sóc Tiểu Mã. Hoàng Hạ tiến đến gần và thản nhiên quay người lại, "Kim Xuân tỷ có thể giúp muội, đặt y lên lưng muội được không?" Tiểu Mã Dù đã dặn lòng là phải cố trấn tĩnh nhưng khi thật sự cùng Hoàng Hạ thân thể chạm thân thể thì mặt mũi vẫn đỏ bừng vì quá ngượng ngùng. Đã vậy Kim Xuân còn cố tình bắt chéo hai tay tiểu Mã ra phía trước ngực Hoàng Hạ, miệng bảo, "Ngươi phải cố mà giữ chặt vào, kẻo lúc rơi sẽ gây khó khăn cho Hoàng Hạ muội thì không biết nhờ ai đỡ ngươi lên." sự thân cận quá ư gần gũi này làm cho tiểu mã ngượng không biết để đâu cho hết do đó dù muốn hay không tiểu mã cũng nhắm mắt lại vô tình không để ý đến chuyện hoàng hạ đã khởi hành khiến tiểu mã mất cơ hội nhìn và nhận định rõ nơi lưu ngụ lúc này của ba nữ nhân vừa xinh đẹp vừa có nhiều hành vi hoàn toàn không hiểu nổi một lúc lâu sau tiểu mã chợt nghe hoàng hạ hỏi sao không nghe ngươi lên tiếng nếu ngươi không mở miệng ta đâu thể biết đưa ngươi đi theo lối nào để hồi ra tiểu mã buột miệng đáp cứ đưa tiểu nhân đến Hồng Gia Bảo là được rồi. Hoàng hạ lập tức hỏi, hóa ra nơi ngươi lưu ngụ vốn gần Hồng Gia Bảo. Tiểu mã trột giả, vội mở mắt nhìn và tìm lời giải thích. Hoàng hạ thì hiểu như thế là sai rồi. Sai? Sai như thế nào? Tiểu mã đã bình tâm. Như tiểu nhân đã giải thích với quý tiểu thư, tiểu nhân vì bị thủy quái lôi bừa nên nhất thời lúc này đâu thể nhìn qua địa hình lạ lẫm này mà biết theo lối hồi giả. Nhưng vì nghe tiểu thư bảo nơi đã tìm thấy tiểu nhân là gần Hồng Gia Bảo, tiểu nhân nếu được quay lại chỗ đó thì cơ may tìm thấy nẻo hồi ra ắt sẽ có nhiều hơn. Hoàng hạ gật đầu, ngươi giải thích nghe cũng thuận tay lắm. Vậy thì cứ theo ý ngươi đi. Nhờ mở mắt ra nhìn nên tiểu mã có cơ hội mục kích khinh thân pháp thật cao minh đang được hoàng hạ thi triển. Trực nhớ người không am hiểu võ công cần phải có phản ứng như thế nào trong tình huống này. Tiểu mã vội kêu, cố dùng giọng thật hoàng hốt. trao ôi, hoàng hạ thì có thể chạy nhanh đến thế này ư. Chậm chậm thôi, không khéo tiểu nhân vì hoa mắt nên buông tay rơi xuống thì khốn. Hoàng hạ khúc khích cười, sao bảo ngươi cũng am hiểu võ học, là ngươi sợ thật hay chỉ giả vờ lừa dối ta. Tiểu mã cố tình nới lòng tay, đấy là hành vi duy nhất mà lúc này tiểu mã vẫn còn hành động theo ý bản thân, tiểu nhân đang khiếp hái đến kinh tâm vỡ mật đây này. Nếu hoàng hạ tỷ không chạy chậm lại, tiểu mã ngậm câm miệng vì bất ngờ bị hoàng hạ giữ tay lại và nàng còn cố tình kéo cả hai tay tiểu mã cho chạm vào đôi bờ nhũ hoa mềm mại của nàng không nghe tiểu mã kêu nữa, nàng châm chọc, ngươi thích như thế lắm, phải không? Thích đến quên cả sợ hử. Tiểu mã lý nhí, mau đặt tiểu nhân xuống. Tiểu nhân thà nằm bất động ở đây hơn là bị hoàng hạ tỉ cật đùa. Đùa như thế này thật quá quắt. Bịch tiểu mã lập tức bị hoàng hạ hất xuống khỏi lưng. Nàng quay lại khinh khỉnh nhìn tiểu mã. Bọn nam nhân các ngươi đùa với nữ nhân thì được. Đến khi bị nữ nhân đùa thì khinh miệt, gọi đó là hành vi quá quắt ư. Sao lại đối xử bất công như thế? tiểu má tránh ánh mắt nàng tiểu nhân chưa từng đùa bỡn nữ nhân và đúng hơn thì đây là lần đầu tiên tiểu nhân có sự thân cận như thế này hừ ngươi hãy nhìn thẳng vào mắt ta và đáp lời đi ta đẹp hay không đẹp tiểu mã làm theo đáp một cách thật tâm hoàng hạ tỷ rất đẹp đó là nói từ tấm bé cho đến tận bây giờ tiểu nhân mới biết thế nào là một nữ nhân xinh đẹp như hoàng hạ tỷ đây nàng cười lạnh ngươi đã nhìn thấy bao nhiêu nữ nhân họ kém xinh đẹp hơn ta là kém như thế nào Tiểu mã thở dài, nhắm mắt lại, quanh năm này đến hết năm nọ, tiểu nhân chỉ biết bôn ba vất vả, lo mưu cầu sự sống. Có từng nhìn thấy ai đâu mà bảo là nhiều. Mãi đến lúc này tiểu nhân chỉ nhìn thấy quý tiểu thư, Kim Xuân Tỷ và Hoàng Hạ Tỷ là ba nữ nhân cùng một lúc xuất hiện ngay trước mặt tiểu nhân. Và tiểu mã nghe tiếng Hoàng Hạ cũng thở dài, nhìn thái độ của ngươi, ta không thể không tin ngươi đang nói thật. Và lại, đâu phải đây là lần đầu tiên thấy ngươi đỏ mặt chỉ vì những động chạm mà đối với bất kỳ nam nhân nào khác xem là quá tầm thường. Mà thôi, có như vậy Âu cũng là may mắn cho ngươi. Chúng ta đi tiếp nào. Và không như lúc đầu Hoàng Hạ đã nói với Kim Xuân, vì nàng không cần ai giúp đỡ vẫn dễ dàng nhấc tiểu mã lên và đặt trở lại lên lưng. Thái độ của nàng nhẹ nhàng hơn, có ý tứ hơn, không còn đặt tiểu mã vào tình huống khó xử nữa. Nàng lại thi triển khinh công. Liệu ngươi có khiếp sợ thật không? nếu ta vẫn cứ chạy nhanh như thế này. Thật khó đoán hạng người như Hoàng Hạ là thế nào, nên tiểu má nói đùa. Tiểu nhân dù sao cũng là đấng nam nhi. Việc gì đã trải qua, đã sợ một lần thì đâu còn sợ lần thứ hai nữa. Nàng lạnh giọng, ngươi thật khéo nói. Nhưng vị tất có thể làm ta tin là ngươi thật sự đã khiếp sợ như lúc nãy ngươi đã cố ý làm ta nghĩ như thế. Tiểu má cẩn trọng đáp lời, hoàng hạ tỷ tin hay không thì tùy. Chứ vào lúc này, kỳ thực tiểu nhân đang háo hức muốn biết thế nào là tâm pháp võ học, và nếu nhờ tâm pháp đó tiểu nhân có thể chạy nhảy nhanh như hoàng hạ tỷ bây giờ thì tiếc thay sao lúc nãy tiểu nhân lại ngu xuẩn khước từ hảo ý truyền thụ tâm pháp do chính quý tiểu thư đề xuất hoàng hạ thản nhiên bảo nếu ngươi muốn sao không bảo ta tiểu mã kinh ngạc hoàng hạ tỷ định tâm truyền thụ tâm pháp võ học cho tiểu nhân thật sao chỉ sợ sau này quý tiểu thư không hài lòng nàng cười nếu là vậy người bị trách phạt sẽ là ta can hệ gì đến ngươi mà chưa gì đã lo sợ tiểu mã đáp thật lòng vì một điều lợi cho bản thân nhưng lại gây bất lợi cho kẻ khác tiểu nhân đâu có quyền hưởng lợi trên nỗi khổ của tha nhân si ngươi đừng giả vờ làm ra vẻ quân tử vì danh vì lợi sẵn sàng trở mặt với bằng hữu đó là điều mà ai ai cũng thản nhiên thực hiện có thấy ai ấy náy bao giờ tiểu mã cất cao giọng họ khác tiểu nhân khác tiểu nhân rất xem trọng tình bằng hữu ngươi đã xem ai thật sự là bằng hữu chưa có mấy người chỉ có một một đó đối xử với ngươi ra sao tình thân như thủ túc và đã từng cùng nhau thề đồng sinh đồng tử đúng là một hào bằng hữu y đâu chết rồi chết sao ngươi vẫn sống vậy còn câu đồng sinh đồng tử thì sao nói đến đây tiểu mã thở dài liệu tiểu nhân có năng lực báo thù ư hoàng hạ tỏ ra thông hiểu hóa ra cũng là do thủy quái sát hại bằng hữu ngươi tiểu mã đang nghĩ đến hồng phi ngọc và mẫu thân của hồng phi ngọc đã là quái vật tiểu nhân em muốn báo thù cũng khó. Hoàng hạ đồng tình, đúng là thiên nan vạn nan, nào phải chỉ khó xuông. Được rồi, nếu ngươi muốn học tâm pháp võ học, ta sẽ truyền. Tiểu mã chối từ, hảo ý này tiểu nhân xin tâm lĩnh. Có lẽ đấy là số phận đã đặt để cho tiểu nhân. Đột nhiên hoàng hạ dừng lại, đến nơi rồi. Đây là Hồng Gia Bảo. Nói đúng hơn thì Hồng Gia Bảo cách đây hơn ba năm trước. Cảnh hoang tàn trước mặt làm cho tiểu mã thật sự ngỡ ngàng, không cần giả vờ. Hồng Gia Bảo đã như thế này những ba năm rồi sao? Hoàng Hạ hết cả nghi ngờ tiểu mã. Không sai. Và ta nghe nói ba năm trước chỉ trong một ngày vỏn vẹn. Toàn bộ Hồng Gia Bảo hơn 30 người đều chịu chung số phận. Từ bảo chủ là Hồng Khắc Ngụy cho đến từng gia nhân một. Tiểu mã buột miệng. Tất cả đều chết. Không một ai thoát ư. Không hề. Và nếu không có một vài nhân vật tử tâm, có lẽ tất cả đều lâm cảnh từ vô địa táng. Thầy phơi trắng đồng nội. Tiểu mã dùng mình, đúng là một thảm cảnh, chỉ cần nghe không thôi là cũng đủ ghê rợn khắp người. Chết toàn ra, kẻ nào nhẫn tâm gây ra cảnh thảm tuyệt nhân hoàn này. Hoàng hạ tình cờ thố lộ, đã bảo không một ai sống sót, làm sao biết kẻ nào là hung thủ. Huống chi tử cảnh mỗi người mỗi khác, dù muốn qua đó để truy ra hung nhân cũng không dễ dàng. Tiểu má động tâm, họ chết như thế nào? Hoàng hạ bảo, có người chết vì độc, có người chết vì loạn đau loạn kiếm. Đều là những cảnh trạng tử vô đối chứng, đoạn hoàng hạ lại đưa tiểu mã đi bãi lầy nơi bọn ta phát hiện ngươi còn phải đi một quãng nữa mới đến ta hy vọng sẽ kịp đưa ngươi đến đó trước khi trời tối và hoàng hạ lao đi sau đó thì dừng chân ở một khu vực hoang vu và rộng mênh mông đấy là nơi bọn ta đã tìm thấy ngươi tiểu mã gượng cười thật khó tin là tiểu nhân bỗng dưng hiện hữu ở đây mà thôi đã đưa đến là được rồi hoàng hạ thì có thể quay về tiểu nhân có thể tự lo liệu hoàng hạ lạnh giọng dẫu sao ta cũng phải chỉ điểm cho ngươi cách thổ nạp, vì đó là chủ ý của tiểu thư, mong giúp ngươi mau sớm tự mình đi lại. Tiểu mã cảm kích, thật là phiền hoàng hạ tỷ. Đại ân này tiểu nhân e khó có cơ hội báo đáp. Nàng đặt tiểu mã ngồi xuống, cho dựa lưng vào một cội cây, ta không cần ngươi báo đáp. Chỉ mong ngươi mau chóng lĩnh hội những gì ta sắp chỉ điểm, đừng phụ lòng ta quan tâm. Muốn truyền thụ tâm pháp cho một người chưa từng am hiểu gì về võ học, chính tiểu mã đã làm cho y thị nghĩ như thế về y lẽ đương nhiên hoàng hạ phải giảng giải nhiều về những điều mà người muốn luyện tối thiểu phải cần biết đó là điều hết sức khó khăn cho tiểu mã vì phải giả vờ nghe sau đó lại phải giả vờ hỏi những điều mà kỳ thực y đều đã am hiểu vì thế tiểu mã nghe thì cứ nghe nhưng trong lòng thì phập phồng lo sợ và thầm tính xem sau khi nghe hoàng hạ nói xong thì điều gì nên hỏi điều gì không đồng thời phải tỏ thái độ ra sao để hoàng hạ không thể nghi ngờ đang thầm lo như thế trật tiểu mã nghe hoàng hạ bỗng dưng quát kẻ nào vừa gây tiếng động nếu có đầm lược thì cứ xuất đầu lộ diện nhược bằng không dám hừ thì mau cút đi tiểu mã do đang lâm phải tình trạng đột nhiên mất hết võ công nên dĩ nhiên không thể nghe bất kỳ tiếng động lạ nào như hoàng hạ vừa phát hiện tuy nhiên tiểu mã vẫn tin hoàng hạ và bất giác đưa mắt nhìn quanh không biết nơi hoang vắng này nhất là vào lúc trời sắp tối sao lại có người ẩn hiện nhưng tầm nhìn của tiểu mã lại bị khống chế phần phía sau và đó là phương vị đang phát lên chàng cười, đáp lại câu quát hỏi lúc mới rồi của Hoàng Hạ. Thanh âm đó bảo, thật khó ngờ Hoàng Hạ cô nương thân chỉ là nô tỳ lại có thính lực tinh tường và cao minh đến thế. Khiêu mố cảm thấy thẹn, tự nhận không thể bằng. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, ha ha. Và tiểu má thấy dung diện của Hoàng Hạ chợt thay đổi. Nàng vừa cười gượng, vừa dạ là lên tiếng, là khiêu công tử đấy ư. sau khiêu công tử đến mà không lên tiếng? làm tiểu nữ ngỡ đã lọt vào vòng vây mai phục của lũ thảo khấu Cường Sơn. May thay điều đó không xảy ra. Tiểu mã vẫn chưa có cơ hội nhìn tận mặt nhân vật họ khiêu, vì nhân vật này dù đã xuất hiện nhưng vẫn đứng lẩn khuất ở đâu đó phía sau lưng y và lên tiếng. Khiêu mỗ nếu chưa từng quen biết ắt cho rằng lời vừa rồi của hoàng hạ cô nương là muốn mắng khéo khiêu mỗ. Nhưng cũng may, khiêu mỗ chẳng phải thảo khấu cường sơn, nếu không e khó lòng giữ lại sinh mạng còn con này một khi bị hạng cao nhân bất lộ tướng như cô nương hạ thủ. Hoàng hạ càng già là nhiều hơn, khiêu công tử thật khéo đùa. Vì hạng nô tỳ như tiểu nữ làm gì dám nhận mình có bản lãnh cao minh. Thân thủ của tiểu nữ càng khó thể so sánh với khiêu công tử vốn xuất thân từ một đại thế gia, lại còn là cao đồ xuất chúng của. Giọng lạnh tanh của nhân vật họ khiêu đã vang lên, cắt ngang lời tán tụng hầu như không thật tâm lắm của Hoàng hạ. Xem ra chủ bộc của Hoàng hạ cô nương không hề tầm thường như vẻ ngoài đã bộc lộ liệu cô nương có thể cho tại hạ biết nguyên nhân thật sự khiến chư vị thời gian qua luôn lai vãng quanh quẩn gần đây chăng? Chư vị định tìm gì? Hoàng hạ chợt thở ra nhẹ nhẹ, sau khu công tử vẫn mãi đang nghi. Chẳng phải ra tiểu thư đã có lần phúc đáp. Giải thích nguyên nhân việc đến đây chỉ nhằm thỏa mãn tính hiếu kỳ và ưa du sơn ngoạn thủy đó sao? Cớ gì bây giờ khiêu công tử lại nghi ngờ cho chủ bộc tiểu nữ đến đây là để kiếm tìm điều gì đó? Họ khưu vẫn lạnh giọng, chư vị luôn tỏ ra kín đáo xuất thân thế nào cũng chẳng lộ, nhưng lại có tính quảng giao và luôn giao du với đủ mọi hạng người trên giang hồ. Phẩm cách này nếu thoạt nhìn qua ắt sẽ có người lầm nghĩ chủ bộc chư vị đang toan tính dùng nhan sắc hầu thực hiện một mưu đồ nào đó. Nhưng tất cả đều đã lầm, và tất cả đều trở thành đối tượng cho chư vị bớn cợt. Và kỳ thực, như khưu mỗ đang thầm đoán, phải chăng chư vị đang quan tâm đến lời đồn rằng Hồng Gia Thảm Tử là do vô diện thư sinh gây ra? Chư vị định truy tìm hắn ư? Hoàng hạ vội phủ nhận, xin khiêu công tử chớ quá lời. Vì kỳ thực, tuy chủ bộc tiểu nữ có am hiểu chút võ học để phòng thân nhưng việc bỡn cật với mọi người, nhất là với khiêu công tử đây là điều không bao giờ có. Họ khiêu gần giọng, vậy là chư vị chỉ quan tâm đến hồng gia. Hoàng hạ càng khăng khăng phủ nhận. Phải chăng khiêu công tử đề quyết như thế vì bất ngờ gặp tiểu nữ xuất hiện ở đây. Một nơi vừa gần với hồng gia vừa là nơi tiểu nữ không nên đến, nhất là vào thời điểm bất tiện như thế này và nàng thở dài. Hất hàm chỉ vào tiểu mã giải thích với nhân vật họ khưu vẫn đứng đâu đó phía sau cội cây. Nơi tiểu mã đang ngồi là tiểu nữ phụ mạng tiểu thư đưa gã này hồi ra. Nhưng thể trạng gã quá tồi tệ, e không thể tìm thấy lối về. Tại hạ đã thấy hoàng hạ cô nương đưa gã đến đây. Nếu cô nương không cảm thấy bất tiện, tại hạ nguyện thay cô nương giúp gã tìm thấy lối về. Hoàng hạ giật mình, khiêu công tử có biết gã. Bóng dáng một vị công tử hào hoa phong nhã liền lờ mở xuất hiện trong tầm nhìn tiểu mã. Vị công tử mỉm cười, rất tiếc, đây là lần đầu tại hạ nhìn thấy gã. Hoàng hạ dịch thân, vừa đứng đối diện vị công tử họ khưu vừa cố tình dùng thân che chắn trước mặt tiểu mã, đã không quen biết, khưu công tử lại có nhà ý giúp gã, phải chăng công tử đang có dục ý. Họ khưu bật cười, tại hạ chẳng ngại nói thật. Cô nương đưa gã đến đây, bảo là giúp gã hồi ra, chứng tỏ gã không xa lạ gì với hồng gia bảo. Nếu chư vị đã bảo không quan tâm gì đến hồng gia thì tiện đây xin giao gã cho tại hạ vì khác với chư vị tại hạ thật sự rất quan tâm đến hồng gia hoàng hạ lại giật mình là công tử tin vào lời đồn cho hồng gia là do vô diện thư sinh thảm sát họ khưu nhún vai có tin hay không tại hạ thiết nghĩ chư vị dù sao chỉ là những người nhàn rỗi đang du sơn ngoạn thủy đó đây cần gì phải quan tâm muốn biết tại hạ có tin hay không hoàng hạ cũng nhún vai đúng ra chuyện đó không liên quan gì đến tiểu nữ nhưng mệnh lệnh tiểu thư là phải đưa gáo hồi ra tiểu nữ đành thất lễ, không thể phụng mạng công tử. Họ khiêu lại cười, cô nương giấu đầu nhưng lại lòi đuôi. Kỳ thực chư vị vẫn lưu tâm đến chuyện xảy ra cho hồng già. Nhưng không sao, cô nương không muốn giao người cũng không hề gì. Vì dù sao tại hạ cũng đang có ý lưu giữ cả hai, mong cô nương chớ phiền trách. Đoạn họ khiêu vỗ hai tay vào nhau vài lượt và gọi, người đâu? Sao còn không mau xuất hiện? Cung thỉnh hoàng hạ cô nương về nơi đã chuẩn bị sẵn. Hoàng hạ thất sắc, vội nhấc tiểu mã đặt lên lưng bóng nhân ảnh của họ khưu liền chấp động theo tại hạ cô nương nên ngoan ngoãn tuân thủ thì hơn kẻo lại trách tại hạ là người chẳng biết thương hoa tiếc ngọc thật đắc tội hoàng hạ vừa đặt tiểu mã lên lưng thì một chiêu xuất kỳ bất ý của họ khưu đã vỗ ngay vào người hoàng hạ lạ người nhảy tránh và đáp lại một chiêu cũng thần tốc công tử vì đưa nhiều người cùng đến nên kể như đã có sẵn mưu đồ chính tiểu nữ mới xin công tử đừng trách tội thất lễ đỡ tào với một chiêu đáp lại của hoàng hạ họ khưu chợt kinh nghi nhảy lùi hào thủ pháp với bản lãnh này thật khó tin cô nương chỉ là hạng nô tỳ có thân phận thấp kém hãy dừng tay chờ minh bạch đuôi điều đá. nhưng hoàng hạ dù đang mang tiểu mã trên lưng vẫn nhanh nhẹn bám sát họ khưu nàng thét chớ phí lời vô ích đỡ chiêu ảo họ khưu lần này mạnh tay phát kình cô nương không muốn dừng cũng không được hãy xem đây kình và kình liền chạm nhau nảy lửa ầm hoàng hạ bị chấn lùi nhưng vẫn ngạo nghễ xông áp vào họ khưu, thế mà bảo công tử là hạng thương hoa tiếc ngọc. Mỹ ý của công tử, tiểu nữ thật không dám tiếp nhận, đỡ chiêu, vù. Tiểu mã nhìn kỹ thì nhận ra hoàng hạ nói như thế vì sau lần chạm chiêu vừa rồi, người bị chấn lùi nhiều hơn là họ khưu, chúng tỏ tạm thắng thế là hoàng hạ. Bị hoàng hạ công dồn, họ khưu vừa phát chiêu nghênh đón vừa thủ sẵn lối lùi, cô nương quả là bậc anh thư kiệt liệt phải chăng thân phận nô tỳ chỉ là giả mạo nhằm phục vụ mưu đồ thần bí chỉ có tam vị là biết với nhau và họ khu phát kình đỡ ngay vào lực đạo của hoàng hạ nhưng đột nhiên hoàng hạ thu chiêu về và thần tốc quay người tháo chạy công tử chớ hao phí tâm cơ suy đoán hãy để dành câu đó sau này gặp lại gia tiểu thư mà hỏi phần tiểu nữ xin cáo biệt tiếng quát của họ khưu bỗng vang lên thật nhanh bổn công tử chưa cho phép ngươi đi vội gì ngươi bỏ đi như thế tiếng quát cũng là mệnh lệnh và lập tức có vài ba bóng nhân ảnh hiền hiện trận lối hoàng hạ hoàng hạ vội đảo người tìm phương chạy khác kỳ chúng hiếp cô đây là hành vi của khưu công tử luôn tỏ ra hào hoa phóng khoáng đê ư những bóng nhân ảnh nọ vẫn bám sát theo hoàng hạ như âm hồn bất tán và họ nhất loạt ra tay khi đã dồn hoàng hạ vào giữa vòng vây hãm của họ ngươi chưa nghe công tử bọn ta nói gì sao mau ngoan ngoãn theo chân bọn ta đừng để đến lúc bọn ta lỡ tay mạo phạm, dù có hối cũng đã muộn bị phe đối phương ba người cùng một lúc ra tay hoàng hạ thở dài thản nhiên thu người đình bộ theo thì theo chư vị cần gì phải nặng lời dọa đến tính mạng tiểu nữ như thế họ đã lỡ phát chiêu việc hoàng hạ đột ngột đình bộ ngay giữa phạm vi uy lực họ phát chiêu làm họ có một thoáng ngỡ ngàng không biết nên thu chiêu về hay cứ tiếp tục muốn ra sao thì ra lợi dụng một thoáng hoang mang ngỡ ngàng này của họ hoàng hạ chợt cười khanh khách đa tạ chư vị đã có ý nhân nhượng tiểu nữ không vì thế mà khách sáo đâu cáo tử, vút. Chỉ một ngụy kế nho nhỏ đó là đã đủ cho Hoàng hạ tìm cái hở lao ảo ra thoát khỏi vòng vây. Nhưng Hoàng hạ không thể đắc ý lâu vì bất ngờ bị họ khiêu đón đầu trận lối. Họ khưu quát, tiện tỷ ngươi thật danh ma xảo quyệt. Đấy là ngươi tự chuốc họa vào thân, đừng trách khiu Mễ Phong này hạ thủ chẳng dung tình. Đỡ, ảo. Hoàng hạ ngẩn người, nhìn chiêu công của họ khiu mà kêu hoảng, thì ra khiu công tử nãy giờ chỉ giả vờ kém thế kỳ thực khưu công tử đã luyện đến thân thủ thượng thừa. Nếu vậy, tiểu nữ thà tuân lệnh, dạy gì tự chuốc họa vào thân. Mong công tử nhẹ tay cho. Và nàng ngừng lại, không hề phản kháng thật, khiến tiểu mã thoạt mục kích cũng phải kêu thầm. Kế trang ngụy này vừa mới dùng một lần, à mạo hiểm dùng thêm lần nữa. Có khác nào quá xem thường họ khưu, là kẻ vừa tỏ ra có tâm cơ thủ đoạn đâu kém gì à. Đúng như tiểu mã nghĩ, họ khưu dù thấy hoàng hạ tự ý buông xuôi tay, nhưng y vẫn không hề dừng tay hoặc thu chiêu, tạo cơ hội cho hoàng hạ lừa gạt như vừa lọc lừa ba nhân vật lúc nãy. Bất quá họ khiêu đã có phần nhẹ tay, sau đó đắc ý cười hình hạch, đừng nghĩ ngươi có thể lừa ta như vừa lừa lũ thuộc hạ vô dụng của ta. Nhưng dù sao, nghĩ tình ngươi đã kịp thời lượng sức, biết đâu là lúc phải dừng lại, ta thật không nỡ nặng tay. Vậy đừng bảo ta là hạng không biết thương hoa tiếc ngọc nữa nha. Ha ha! Hoàng hạ đã bị khiêu mễ phong chế trụ huyệt đạo, đành đứng im nhìn họ khưu càng cười càng để lộ nhiều ẩn ý đen tối. Và điều gì đến phải đến, họ khưu sau một lúc cười hình hệch bỗng thản nhiên đưa tay ve vuốt hai bên mặt hoàng hà. Y còn chép miệng, tặc lưỡi, nói lên những lời cợt nhà mà lý Gia y không nên nói ở chỗ đông người. Y bảo, đúng là mặt hoa da phấn. Hoàng hạ cô nương xinh đẹp và mỹ miều thế này tội gì cam chịu mãi thân phận nô tỳ. Nếu nàng thuận ý, hà hà, hãy ngoan ngoãn hầu hạ ta. Đổi lại, chỉ hôm trước hôm sau là nàng được đổi phận sẽ nghiễm nhiên được mọi người suy tụng gọi là khưu phu nhân ha ha trong cảnh này thật chướng mắt và tiểu mã càng thêm bất bình khi chỉ nghe hoàng hạ nhỏ nhẹ phản kháng tiểu nữ lỡ mang thân phận nô tỳ mọi định đoạt đều tùy ở chủ nhân nếu công tử thương xin cho tiểu nữ về bầm lại chỉ cần tiểu thư ưng thuận hoàng hạ này đây lý nào chối từ mỹ ý của khưu công tử khưu mễ phong cười ha hà nàng lại toan dùng lời ngon ngọt này để lừa ta tha cho nàng ư. Ừ. Hoàng hạ ơi hoàng hạ, nàng đừng quá xem thường ta như thế. Và lại, ha, ha, những gì khiêu mễ phong này đã muốn, bình sinh chưa một ai dám khước từ. Nhưng vì ý nàng đã thế, ha ha, được rồi, ta cũng xin chiều ý nàng, nhưng chỉ một nửa thôi. Hoàng hạ thản nhiên hỏi ngược lại, một nửa là thế nào, công tử, và tiểu mã không thể không căm phẫn khi nghe Khưu mễ phong ung dung bộc lộ ý định tả dâm là ta sẽ cho nàng về bầm lại với quý tiểu thư nhưng để ta tin chắc rằng đây không phải là thủ đoạn của nàng hề hề phiền nàng ngay đêm nay tại nơi hữu tình này hãy hết lòng hầu hạ ta và như sợ uổng phí thời gian xuân tiên nhất khắc tở thiên kim họ khưu lập tức với tay xua ba nhân vật nọ vốn là thuộc hạ của y nơi này không còn việc cho bọn ngươi lui đi mọi chuyện đã có bổn công tử lo liệu không nín nhịn được nữa, tiểu mã bật giết, thật vô sỉ. Thân sinh phụ mẫu nào sinh ra ngươi ắt phải thất vọng vì lỡ sinh ra loài cầm thú như ngươi. Hừ, lập tức tiểu mã phải đối diện với gương mặt thật đanh ác của họ khiêu. Y cười lạnh, ta chưa định xử trí ngươi ngay lúc này. Nhưng vì ngươi đã muốn, hừ, bổn công tử đành cho ngươi tội nguyện. Và y vươn tay, lôi tiểu mã ra khỏi lưng hoàng hạ. Thấy vậy hoàng hạ bật kêu, khiêu công tử định giết y. Họ khưu cười khành khạch và gục gặt đầu tỏ ra hiểu ý, đã bảo đây là khung cảnh hữu tình. Nàng nhắc ta thật kịp lúc. Ta đâu thể để khung cảnh này bị nhơ bẩn chỉ vì thứ máu huyết hôi hám của loại cuồng cầu vừa to gan xùa loạn. Nhưng cũng không nên để bất kỳ ai nhìn thấy cảnh sắp xảy ra. Tốt hơn hết ta chỉ cho y đến chút mùi lợi hại, đâu vội lấy mạng y. Ha ha! Họ khưu vừa cười vừa vung mạnh tay ném tiểu mã bay về phía bãi lầy. Xa thật xa so với nơi y có ý định sẽ cùng hoàng hạ hành lạc thỏa mãn thú tính của y. Dù bị ném đi, tiểu mã vẫn phấn hận mắng xa xả. Nhưng sau đó, do rơi vào bãi lầy, khiến thân thể càng lúc càng chìm xuống. Tiểu mã vì quá lo sợ cho bản thân nên không thiết gì mắng nữa. Được một lúc, khi toàn thân sắp sửa ngập chìm hoàn toàn, tiểu mã đột nhiên nghe thanh âm của hoàng hạ vang lên khá khẩn trương. Ai bảo ngươi xính cường? Họ khiêu đâu phải hạng để thứ người như ngươi trêu vào. Ngươi vẫn chưa chết quả là may. Mau nào! hãy nắm vào tay ta nào. Tiểu mã bất lực nhìn bàn tay của Hoàng Hạ đã đưa gần trước mặt nhưng không tài nào vươn tay nắm lấy. Tiểu mã còn thở dài là tiểu nhân đã gây hệ lụy cho Hoàng Hạ tỷ. Nếu không đưa tiểu nhân đến đây, Hoàng Hạ tỷ đâu bị thất thân vì gã họ khiêu chỉ là loài cầm thú. Tiểu nhân, Hoàng Hạ đã chộp tay vào người tiểu mã, khiến câu nói áy náy của y bị ngắt quãng. Đủ rồi, chúng ta đi nào. Có thể làm cho Hoàng Hạ này thất thân, họ khiêu chưa đủ tư cách đâu và nàng không nệ hà toàn thân tiểu mã đang lấy đầy bùn bẩn, vẫn cứ nhấc lên và đưa y đi nhanh. Được một lúc, nàng có một thoáng dừng lại đủ để nhét một vật vào người tiểu mã, sau đó tiếp tục chạy, nhưng không còn chạy nhanh như lúc mới rồi nữa. Tiểu mã lấy làm lạ, khẽ hỏi, vật gì hoàng hạ tỷ vừa cất vào bọc áo tiểu nhân? Hoàng hạ gắt, ngươi chỉ cần biết đấy là vật ta nhờ ngươi giữ hộ là được rồi. Việc gì phải lắm lời, hỏi những câu không cần thiết. Hay ta cứu ngươi được? nhưng nhờ ngươi giữ vật đó thì không. Tiểu mã ấy nấy, tiểu nhân chỉ thuận tiện hỏi như thế thôi. Hoàng hạ tỷ bảo không hỏi thì tiểu nhân không hỏi nữa. Được chứ, nàng phì cười, ngươi cũng biết cách lấy lòng nữ nhân thế sao. Hay nam nhân bọn ngươi bẩm sinh ai cũng có bản lãnh này. Tiểu mã toan phản bác thì từ phía sau có mấy loạt quát vang lên lồng lộng, tiện tỷ kia rồi. Mau đuổi theo, bắt à đền mạng khiêu công tử. Ngươi đừng chạy nữa, nha đầu vì trừ phi người chấp cánh bay mới mong thoát khỏi thiên la địa võng của bọn ta. Hoàng hạ từ từ dừng lại và thản nhiên nhìn ba nhân vật lúc nãy đang chạy đến và gấp rút vây kín xung quanh nàng. Hoàng hạ bĩu môi là khiêu công tử có ý định tiền dâm hậu sát, sai chư vị đuổi theo lấy mạng ta ư. Họ là ba nhân vật có độ tuổi ngoại tam tuần, nhưng thân phận vẫn chỉ là thuộc hạ của khiêu mế phong. Một kẻ bảo, nha đầu ngươi đừng giả vờ nữa, thật không ngờ ngươi quá to gan, dám dùng mỹ nhân kế và thừa dịp hạ độc thủ khiêu công tử. Hãy ngoan ngoãn theo bọn ta, chờ khiêu lão ra xử tội. Vừa dứt lời, nhân vật nọ lập tức động thủ, phát một chiêu lợi hại uy hiếp ngay sinh mạng Hoàng Hạ. Hai bên tả hữu đều có đối phương chắn lối và hầm sẵn. Hoàng Hạ vì không phương né tránh nên bật ngay chiêu hóa giải. Miệng thì hét, dừng tay. Nếu muốn giết Hoàng Hạ này thì cứ giết. Nhưng đừng dựng đứng câu chuyện, bảo ta hạ độc thủ khưu công tử chư vị nói như thế có khác nào thầm cầu mong khưu công tử sớm gặp điều bất hạnh và mau yêu mạng. Hãy dừng tay mau. Bùng! Chấn kình làm cho hoàng hạ bị bức rội, lập tức lọt vào vùng trưởng ảnh do nhân vật thứ hai từ bên tả quật vào. Nhân vật này còn cười độc ác, là thuộc hạ, có ai trong bọn ta lại mong điều bất hạnh xảy đến cho chủ nhân. Nhưng tiếc thay, khưu công tử lại bị nha đầu ngươi dùng ngụy kế hãm hại. Tội của ngươi đâu chỉ đáng chết một lần. Đỡ! Vụ hoàng hạ do vướng bận tiểu mã nên xoay sở khó khăn vì thế nàng lại miễn cưỡng cùng nhân vật nọ chạm kình chớ nói nhảm khiêu công tử mới đây vẫn còn bình ổn lại còn thỏa mãn vì được dịp dày vò hoàng hạ này và nếu khiêu công tử có chết thật thì đấy chính là hoàng thiên hữu nhãn đã thay ta trừng trị kẻ dâm ô xem chiêu bùng lần thứ hai liên tiếp hoàng hạ bị bức rội vậy là đến lượt nhân vật thứ ba xuất chiêu tấn công nàng nhưng nhân vật này lại tỏ ra hoang mang nếu không phải ngươi thì kẻ nào là hung thủ đã dùng độc sát hại khiêu công tử của bọn ta nhất định ngươi phải biết kẻ đó nói mau hay là ngươi muốn chết đỡ vù tiểu mã càng nghe càng hoang mang và mãi đến lúc này mới vỡ lẽ khi y nghe hoàng hạ bù lu bù loa kêu lên thân tiểu nữ bị dày vò phải van xin thật khẩn thiết mới được khưu công tử tha mạng tiểu nữ lo chạy còn không kịp làm gì đủ đờm lược lưu lại để nhìn xem chuyện gì sắp xảy đến cho khưu công tử chư vị nói thế có khác nào vì thấy tiểu nữ cô thế lại là phận nữ nhi nên muốn đổ chút mọi trách nhiệm lên đầu tiểu nữ oan tình này tiểu nữ dù chết cũng không bao giờ phục để minh chứng bản thân đang bị oan tình hoàng hạ liền tỏ ra liều lĩnh bất chấp sinh mạng đột ngột lao thẳng vào ngọn kinh của đối phương và cuồng nộ tìm cách cùng đối phương đồng quy ưu tận thái độ này của hoàng hạ khiến đối phương kinh tâm bởi nếu giữ nguyên trường kình dù giết được hoàng hạ thì bản thân đối phương cũng phải trả một giá tương tự do vậy đối phương đành hồi bộ vừa tránh chiêu mạo hiểm của nàng vừa gỡ thể diện bằng cách phát ra một chiêu khác lợi hại hơn vừa hành động như thế đối phương vừa bảo có gì làm minh chứng rằng lúc ngươi ly khai khiêu công tử vẫn bình an vô sự hay đây chỉ là thủ đoạn hòng lấp liếm che đậy của ngươi có cơ hội để lơi tay vì được đối phương nhượng cho một kình hoàng hạ bèn nhân đó thay đổi đấu pháp với chủ tâm là tránh chiêu vẫn có lợi hơn chạm chiêu nàng thi triển một bộ pháp kỳ ảo bảo tiểu nữ tự minh chứng có khác nào chư vị về hùa nhau muốn bắt bí tiểu nữ vì tiểu nữ chỉ có mỗi một cách để chứng minh mà thôi nhờ bộ pháp kỳ ảo nên hoàng hạ kịp thoát một chiêu nữa khiến ba nhân vật nọ cùng hậm hực và đồng loạt xông vào một kẻ gắt gỏng cách minh chứng nào cũng được miễn đó là minh chứng có đủ thuyết phục hoàng hạ lại bị vây hãm nàng cố tình khích nộ họ cười lạc cách đó là tiểu nữ phải đem thân này ra cho chư vị minh chứng xem có phải tiểu nữ đã bị khưu công tử giày vò chiếm đoạt không. Hóa ra chư vị đúng là loại chủ nào bọc đó, đều có tâm địa dâm tà, chỉ giỏi bức hiếp nữ nhân. khưu đại thế gia danh chấn giang hồ, nhưng kỳ thực chỉ gồm hạng tâm xà khẩu Phật. Bị hoàng hạ thoá mạ, mắng theo kiểu vơ đúa cản nắm, họ động nộ, nha đầu không được hồ đồ. khưu đại thế gia vốn là danh môn chính phái, đâu thể chấp nhận ngôn từ hí lộng và nhục mạ của ngươi. Hãy nạp mạng mau, ảo. Họ tuy liên tay phát kình nhưng vì đang lúc cuồng nộ, mạnh ai nấy phát chiêu, nên để lộ nhiều sơ hở. Biết họ đã trúng kế, Hoàng Hạ vừa ung dung dịch bộ tránh chiêu vừa tiếp tục khích nộ họ, cứ xem quả ắt biết cây. Khiêu công tử đã sàm sỡ thế nào, chư vị đều tận mắt mục kích. Sao lại bảo tiểu nữ có lời hí lộng, nhục mạ khiêu đại thế gia? a à, hay là chư vị ngấm ngầm thống hận, vì lúc nãy khiêu công tử mắng là vô dụng, nên chính chư vị đã toa dập hạ thủ khiêu công tử giờ thì đổ chút cho tiểu nữ để tránh tội. Kế di họa giang đông này của chư vị khiến tiểu nữ vạn lần bái phục, tự nhận không thể bằng. Họ bật quát giận dữ, chớ nói nhảm. khiu công tử chết vì chúng độc. Bọn ta nhất là người của khiu đại thế gia bình sinh không một ai dùng độc. Đâu thể bảo bọn ta là hung thủ hạ độc hãm hại khiu công tử. Hoàng hạ cũng ứng thanh lên tiếng, tiểu nữ cũng không từng dùng độc. Sao chư vị cứ để quyết tiểu nữ là hung thủ? Hoặc giả chư vị do đông hơn nên định áp đảo tiểu nữ, là thiếu phải khuất phục đa khiến tiểu nữ dù có trăm miệng cũng không thể giải bày họ nhận thấy nếu càng xúc nộ thì càng làm cho hoàng hạ dễ tránh chiêu có một nhân vật dùng giọng khoan hòa hơn cứ cho là ngươi không hạ độc vậy theo ngươi hung thủ có thể là ai hoàng hạ vẫn cẩn trọng vận dụng bộ pháp quyết không để lộ sơ hở cho họ lập lại thế vây công nàng đáp mập mờ có thể hạ độc khiến hạng cao thủ như khiêu công tử uổng mạng như chư vị vừa bảo thiết nghĩ kẻ đó phải có thân thủ cao minh trên bậc khiêu công tử bội phần, sao chư vị không dựa vào đó mà suy đoán và luận ra hung thủ đích thực. Một trong ba nhân vật nọ chuột dạ giật mình, dường như ngươi muốn ám chỉ. Kẻ đó giật mình, tức là tạo sơ hở cho hoàng hạ thần tốc lao thoát đi. À cười nắc nẻ, tiểu nữ chỉ gợi ý thế thôi, tuyệt đối không ám chỉ ai cả. Phiền chư vị cứ ở lại tha hồ đoán, tiểu nữ đành thất lễ, không từ mà biệt vậy. Để hoàng hạ chạy thoát, ba nhân vật nọ vừa giận vừa bé mặt vội đuổi theo. Ngươi chớ có ma mãnh đem lối đó ra dọa bọn ta. Ngươi chạy đâu cho thoát. Tiếng quát đó vừa dứt thì ở phía sau Hoàng Hạ và Tiểu Mã liền có tiếng nổ bụp trên không, sau đó chiếu dọi ra một ánh hỏa quang nhuộm sắc vàng. Và Tiểu Mã nghe Hoàng Hạ nghiến răng ken két, bật ra tiếng rít phẫn nộ chỉ vừa đủ cho Tiểu Mã nghe. Nàng bảo, không ngờ theo chân khiêu mễ phong lại là cả một đạo quân hùng hậu từ khiêu đại thế gia kéo đến đây. Nhưng chúng muốn bắt giữ Hoàng Hạ này chẳng phải dễ. Hừ! nàng tăng cước lực lao thật nhanh khi chạy hướng đông lúc đảo hướng tây khiến tiểu mã càng nhìn càng ngưỡng mộ và không hiểu về tính khí đầy tâm cơ thủ đoạn của nàng được một lúc nàng đột ngột dừng lại vừa khẩn trương vừa thì thào vào tai tiểu mã bọn chúng đông hơn ta nghĩ nếu còn mang ngươi theo cả ta và ngươi e không thể thoát ta có chủ ý này tiểu mã bình thản ngắt lời nàng vậy là hoàng hạ tỷ đừng vì tiểu nhân nữa nên tự lo liệu cho hoàng hạ tỷ thì, thì hơn nàng khẽ gắt đừng bao giờ ngắt lời ta như vậy, và cũng đừng nghĩ ta là hạng tham sinh úy tử, đang định tâm bỏ mặc ngươi. Hãy nghe ta nói đây, ta đã có chỗ tạm giúp ngươi toàn mạng. Ngươi cứ yên tâm chờ ta ở đấy. Lúc nào có cơ hội ta sẽ quay lại giúp ngươi hồi ra. Rõ chưa? Đoạn không chờ tiểu mã hồi đáp. Nàng đột ngột nhấc y lên và cùng y nhảy ảo xuống một nơi có địa hình khá sâu. Đặt tiểu mã ngồi tựa lưng vào một chỗ cứng. Có thể đoán đó là một vách đá. Hoàng hạ lại căn dặn ngồi yên đấy, đừng cựa quậy cũng đừng hồ đồ lên tiếng. Ta sẽ quay lại ngay, sau khi lập kế hoạch lừa bọn chúng đuổi theo ta một hướng khác. Phát hiện Hoàng Hạ định bỏ đi, tiểu mã nhớ lại vật đã bị nàng nhờ giữ hộ, vội kêu, Hoàng Hạ tỷ Nàng quắc mắt nhìn y, ngươi kêu gì? Hay ngươi nghi ngờ ta là hung thủ đã dùng độc sát hại họ khiêu? Hãy nghe cho rõ đây, họ khiêu toan làm nhục ta. Ngươi đã thấy rồi đó. Vì thế, cho dù y chưa kịp thực hiện ý định nhưng dẫu có chết cũng là đáng. Trừ phi ngươi và y cùng là nam nhân nên tỏ ra bất nhẫn, không đồng tình với cái chết của y. Thế nào? Thái độ nàng quá hung hãn, khiến tiểu máu vội giải thích. Chính tiểu nhân cũng căm phẫn, tầm lợm khi thấy y bộc lộ tà ý. Nhưng nếu hoàng hạ tỷ vẫn chưa bị y xâm phạm tiết hạnh thì lẽ ra, lẽ ra, nàng cười lạnh, ngươi muốn bảo ta đừng ác độc, lấy mạng y. Nhưng ta cũng đâu bảo chính ta đã sát hại y ngươi không nghe lúc nãy ta đã nói với họ những lời gì ư tiểu mã ngờ ngợ tiểu nhân dĩ nhiên có nghe và dường như chính hoàng hạ tỷ cũng đã đoán biết hung thủ khi bảo họ hãy cố suy đoán hoàng hạ cười nửa miệng ngươi muốn biết chăng ngươi quan tâm quá nhiều về giới giang hồ đấy nhưng cũng đúng thôi vì chính ta cũng không ngờ ngươi lại tình cờ bị cuốn xoáy vào những phiền toái của giới giang hồ hãy nghe đây có một nhân vật mà bản lãnh và hành tung gần như là huyền thoại nhân vật đó thật xuất thần nhập quỷ và từ lâu đã luôn làm bất kỳ ai trên trốn võ lâm đều kiêng rè, ngưỡng mộ và khiếp sợ. Sao lại kiêng rè, sao lại úy kỵ nhưng vẫn ngưỡng mộ? Đó là những điều mà nếu ngươi không phải giới giang hồ thì không bao giờ hiểu nổi. Bất quá ta chỉ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi bằng cách nói ra danh xưng của nhân vật đó thôi. Ngươi hãy nhớ cho kỹ, đó là vô diện thư sinh. Hài lòng chưa? Hừ. Và vút, nàng tung bổng người lên cao và lao đi mất hút quan mở miệng kêu nàng, nhắc nhở nàng về vật nàng đã cố tình nhờ giữ hộ, thì tiểu mã nghe vong vẳng tiếng kêu la thịnh nộ, à kia kìa, đuổi theo. Tiểu mã kinh hãi, vội ngậm kín miệng đến thở mạnh cũng không dám, vì sợ sẽ có người phát hiện nơi đang ẩn thân. Hết hồi bốn, các bạn nhấn like và đăng ký kênh để mình có động lực ra tiếp video nhé. Cảm ơn các bạn.